Úc đốc thủ lĩnh đại nhân, chào buổi sáng. Hai chị em Rilla và Riley chào hỏi Fanda. Fanda mặt lạnh tanh, không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, đi thẳng đến phòng ăn. Riley nhỏ giọng nói với chị gái, hôm nay thủ lĩnh hình như không vui lắm. Muốn nhìn ra vẻ phóng túng quá độ trên khuôn mặt đen bóng của Fanda là điều không thể, toàn một màu đen, có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn đã là tốt lắm rồi. Nhưng khí thế bất thường rõ ràng như vậy, cho dù nhãn lực yếu ớt đến đâu cũng có thể cảm nhận được chứ. Hơn nữa ngày thường, Fanda đối xử với họ rất hòa nhã, tình huống phớt lờ như thế này, rõ ràng là đang tức giận. Chị nói xem chuyện gì đã xảy ra. Rilla trừng mắt nhìn cô, ra hiệu người ta còn chưa đi xa, Riley vội vàng ngậm miệng. Lúc hai người đẩy cửa phòng ra, Tô Đường đã thức dậy, đang chỉnh trang quần áo. Các cô đến vừa đúng lúc, quần áo tôi nói đã chuẩn bị xong chưa? Rilla ra hiệu cho em gái, khẽ khom người, đã chuẩn bị xong từ sớm rồi ạ, để tôi đi lấy cho người. Riley xoay người rời đi. Phòng ngủ chính của Fanda đầy đủ mọi thứ, ngay cả bàn trang điểm và gương trang điểm cũng có. Hơn nữa không biết được làm bằng chất liệu gì mà độ nét có thể soi rõ cả những sợi lông tơ trên mặt cô. Tô Đường cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng căn phòng này được chuẩn bị riêng cho mình. Rilla cầm chiếc lược ngọc chải tóc cho Tô Đường, ánh mắt lướt qua người cô một lượt, nhưng không phát hiện ra dấu vết ái muội nào. Cô không khỏi kinh ngạc trong lòng, vậy là thủ lĩnh chưa được thỏa mãn đã bị đá xuống giường rồi. Ngoài lý do này ra, Rilla cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng có thể thấy được sự cưng chiều của Fanda dành cho Tô Đường, ngay cả trên giường cũng dịu dàng như vậy, rất ít giống đực có thể làm được. Tô Đường ngồi trước bàn trang điểm, qua gương, cô thấy ánh mắt Rilla thỉnh thoảng lại liếc về phía ngực mình, không khỏi bật cười. Ăn uống, sắc dục là bản năng, say mê sắc đẹp không phân biệt nam nữ. Chỉ là cô không ngờ rằng giống cái ở thế giới thú nhân cũng như vậy. Tô Đường nổi hứng, đột nhiên muốn trêu chọc cô gái trước mặt. Ngay sau đó, Tô Đường nắm tay cô kéo xuống, Tô Đường khống chế lực đạo rất tốt, Rilla mất thăng bằng ngã xuống, trong mắt còn mang theo sự kinh ngạc và hoảng sợ. Thánh nữ, đại nhân. Giữa vẻ hoảng loạn của cô, Tô Đường dùng mu bàn tay vuốt ve má cô, đôi môi căng mọng cong lên nụ cười tinh nghịch, đôi mắt đỏ như máu dường như có sức mạnh mê hoặc lòng người. Cô cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy, tôi đẹp đến thế sao? Rilla nghiêng đầu, muốn tránh né động tác của Tô Đường, nhưng tay vẫn bị Tô Đường nắm chặt. Căn bản không thể phản kháng. Tôi, sự việc xảy ra đột ngột, Rilla cũng không biết nên giải thích thế nào. Đầu ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, Tô Đường lại tiến sát thêm một chút, Rilla buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô. Tiến gần hơn, Tô Đường cũng nhìn rõ đồng tử của Rilla, không phải màu đen tuyền, mà ở rìa xa còn có một vòng màu vàng nhạt, cô ấy tuyệt đối là một mỹ nhân da đen điển hình. Không cần căng thẳng vậy, cô đang sợ tôi sao? Tôi đáng sợ đến vậy à? Cô trêu chọc nhìn Rilla. Rilla vốn giỏi quan sát sắc mặt lúc này lại luống cuống, ở gần như vậy. Cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người Tô Đường, không phải mùi của dầu thơm, mà là mùi hương đặc trưng của Tô Đường. Rõ ràng là mùi hương nhạt, nhưng lại khiến người ta không kìm được mà tim đập nhanh hơn. Hửm, sao không trả lời tôi? Tô Đường cố ý kéo dài giọng. Rilla mím chặt môi, cố gắng né tránh ánh mắt của Tô Đường, khuôn mặt tuyệt mỹ đó cứ thế hiện rõ trong mắt cô, nhìn từ xa đã đủ kinh diễm. Huống chi là ở khoảng cách gần như vậy. Đừng nói là thủ lĩnh, ngay cả cô, người đã tiếp xúc với rất nhiều thánh nữ, cũng không nhịn được mà rung động, đỏ mặt. Riley cầm quần áo trở về không đúng lúc hét lên một tiếng, bị phá hỏng hứng thú, Tô Đường cũng không hề tỏ ra bất mãn hay luống cuống. Cô thản nhiên buông Rilla ra, còn tiện tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bên tay cô. Riley há hốc miệng, ấp úng đi tới, cô nhìn chị gái mình, rồi lại nhìn Tô Đường. Thánh nữ đại nhân, đây là... quần áo người muốn ạ. Cô mang đến một bộ quần áo hoàn chỉnh, bao gồm cả áo lót và quần lót. Bộ quần áo này không hở hang như bộ cô đang mặc, nhưng vẫn lộ ra không ít bộ phận. Nhưng rõ ràng là lộng lẫy hơn, phần tay áo dài được làm bằng vải voan mỏng, phần thân trên được vẽ họa tiết hoa bằng chỉ vàng, sống động như thật, rất đẹp, màu xanh nhạt cũng rất hợp với cô. Tô Đường thay bộ quần áo mới, từ chối đeo thêm những món trang sức rườm rà, thật lòng mà nói, cô không thích cảm giác gò bó đó. Tuy nhìn thì thật sự rất đẹp. Ban đầu còn có chút hứng thú qua đi, chỉ còn lại gánh nặng xinh đẹp. Khi Tô Đường đến phòng ăn, Fanda đã ăn sáng xong, đang lau khóe miệng. Tô Đường vui vẻ chào hỏi hắn, chào buổi sáng. Fanda chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi đứng dậy rời đi, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao tính cách người này hình như vốn là vậy. Nhưng hắn biết rất rõ, biểu hiện của mình rõ ràng là đang trốn tránh Tô Đường. Không còn cách nào khác, bây giờ Fanda nhìn Tô Đường, trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn. Còn hơn 10 ngày nữa mới đến ngày tế lễ,
hắn lần đầu tiên cảm thấy thời gian khó khăn như vậy. Ngày tế lễ là hoạt động tế thần được tổ chức trước mùa mưa. Mùa mưa hung thú hoành hành, ban đầu mọi người vì muốn cầu xin thần thú che chở, sẽ tổ chức tế lễ long trọng trước mùa mưa để cầu xin ân điển của thần thú. Hoạt động này lưu truyền đến nay đã trở thành một phong tục tập quán. Trước ngày tế lễ là một lễ hội cuồng hoan, điện thánh nữ sẽ chuẩn bị yến tiệc long trọng. Bữa tiệc khiêu vũ giao lưu như vậy thường là lúc những người nắm quyền lựa chọn bạn đời, ngay cả các nguyên lão đôi khi cũng sẽ tham gia. Tất nhiên, sự lựa chọn này là hai chiều, nhưng phần lớn thời gian, các thánh nữ sẽ không từ chối. Bởi vì chỉ trong những ngày này, họ mới có thể tiếp xúc với những nhân vật hàng đầu của thế giới này, những người có thể tham gia bữa tiệc này, không ai là không có địa vị cao. Nếu xuất thân từ tộc nhỏ hoặc thân phận bình thường, đối mặt với sự lấy lòng của kẻ mạnh, trừ khi có lựa chọn tốt hơn, nếu không họ sẽ không từ chối. Mỗi năm vào thời điểm này, những nhân vật quan trọng của Thánh Thành, Thành Bình Minh cũng sẽ tề tựu tại Thành Quang Minh. Bữa tiệc cuồng hoan này sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc ngày tế lễ. Cedric sẽ sắp xếp cho Tô Đường xuất hiện trong bữa tiệc cuồng hoan trước ngày tế lễ, rõ ràng là muốn công khai Tô Đường, để mọi người đều biết Tô Đường là người của hắn. Sự coi trọng như vậy, ngay cả Fanda, người đã đi theo Cedric lâu như vậy, cũng không khỏi cảm thấy ghen tị. Thực ra Cedric làm như vậy, căn bản không phải vì muốn tuyên bố chủ quyền hay tìm bạn đời, mà chỉ là vì cần cho Tô Đường một cơ hội đường hoàng, ở lại bên cạnh mình. Dịp này có nhiều người tham gia, chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng thường xuyên xảy ra. Hắn cũng nhân cơ hội này, mượn Tô Đường để chặn những đóa hoa đào thối kia, cùng với việc bị thúc giục kết hôn đến phát ngán của Úc Đốc. Khi Fanda một lần nữa theo thói quen trở về phòng mình, lần này hắn không còn nhìn thấy người đẹp đang say ngủ nữa. Tô Đường quay lưng về phía hắn, đứng ở ban công, ánh trăng chiếu lên người cô. Một người sáng, một người tối, ánh sáng và bóng tối đan xen. Tô Đường cũng không phải kẻ ngốc, mấy ngày nay đủ để cô hiểu được không ít chuyện, trong đó bao gồm cả chủ nhân ban đầu của căn phòng này. Cô không hề có ý chiếm dụng, xoay người nhìn Fanda, nói ra một sự thật. Anh đang trốn tránh tôi. Tô Đường cũng không phải rảnh rỗi, cố ý ở đây chờ Fanda, mà là vì lo lắng cho Erlan và những người khác nên mới chưa ngủ. Hiếm khi gặp được người bận rộn này, nói vòng vo có thể sẽ không thu được gì, vậy nên chỉ có thể tấn công trực diện. Fanda trả lời không đúng trọng tâm, xin lỗi, tôi quen rồi, tôi đi trước đây. Cái quen mà hắn nói, chính là quen quay về phòng mình. Hắn xoay người định rời đi, nhưng bị Tô Đường gọi lại. Tôi đáng sợ đến vậy sao? Ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Người phụ nữ dưới ánh trăng như được phủ một lớp ánh sáng lạnh lẽo, cô lười biếng dựa vào lan can, bộ váy ngủ rộng thùng thình cũng không thể che giấu được những đường cong quyến rũ. Không cố ý phơi bày, nhưng lại vô cùng mê hoặc lòng người. Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa buông xuống, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Fanda thả lỏng bàn tay đang nắm chặt kia. Cô muốn nói chuyện gì? Thấy có cơ hội, Tô Đường bước vào từ ban công, đi đến ghế sofa tự rót hai cốc nước. Nói về anh, hoặc là Cedric, cô dừng lại một chút, đây là đang thăm dò. Tại sao anh gọi hắn là chủ nhân? Fanda đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, sau đó u ám nói, không có gì để nói cả. Hắn lại làm bộ muốn mở cửa rời đi, Tô Đường nhanh chóng chặn hắn lại, tốc độ này nằm ngoài dự đoán của Fanda. Nếu anh không muốn nói, chúng ta có thể nói chuyện khác mà. Vội vàng bỏ đi như vậy, tôi sẽ nghĩ anh đang cố ý trốn tránh tôi. Lời nói của Tô Đường khiến trái tim Fanda ngừng đập, khoảnh khắc đó, như thể tất cả bí mật của hắn đều bị phơi bày trước mắt người phụ nữ. Đặc biệt là bộ dạng không thể chịu đựng nổi này. Fanda hốt hoảng muốn rời đi, Tô Đường sao có thể để hắn toại nguyện, nắm lấy vạt áo hắn. Trong lúc giằng co, một cảnh tượng xấu hổ mà cả hai đều không ngờ tới đã xảy ra. Dây thắt lưng đột nhiên tuột ra, áo choàng ngủ rộng mở hoàn toàn, Tô Đường theo bản năng liếc xuống dưới, sau đó vội vàng quay mặt đi, hai má ửng đỏ. Lần này nên nhìn thấy, không nên nhìn thấy, đều đã nhìn thấy rõ ràng. Tôi, quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả, anh tin không? Tô Đường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn, lúc này Fanda vẫn đang trong tình trạng áo choàng mở rộng. Trên khuôn mặt đen bóng không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có bản thân hắn biết, mặt hắn đã nóng bừng. Sau đó, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cúi xuống nhặt sợi dây thắt lưng lên, rồi mặt không cảm xúc buộc lại áo choàng. Như thể người bị nhìn không phải là hắn vậy. Ngay sau đó, hắn hỏi một câu mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc, là do ánh sáng quá tối hay là do tôi quá đen nên cô không nhìn rõ. Đôi mắt hơi nheo lại của Tô Đường đột nhiên mở to kinh ngạc, Fanda như muốn mặc kệ tất cả, hơi cúi người nhìn thẳng vào cô. Nhìn gần, Tô Đường mới nhìn rõ vòng tròn màu vàng quanh đồng tử của hắn, rõ ràng và sáng hơn so với chị em Rilla. Tô Đường lắc đầu, lúc này còn nghĩ đến chuyện này làm gì.
Ngay sau đó, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ thon thả, cảm giác mềm mại lan truyền theo làn da, hắn nâng cằm Tô Đường lên. Cô có biết cô đang quyến rũ người khác không? Hắn cúi thấp hơn, ghé sát tai Tô Đường, hay là nói cô đã dùng thủ đoạn này để quyến rũ hắn. Đi theo Cedric lâu như vậy, hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng lần này lại khiến hắn có chút không đỡ nổi. Quá đa tình không phải là chuyện tốt. Câu nói này giống như đang cảnh cáo Tô Đường. Tô Đường dùng sức đẩy hắn ra, tiện tay gỡ bỏ sự ràng buộc trên cổ. Fanda không dùng sức nên dễ dàng bị Tô Đường thoát ra, còn bản thân hắn vì lực đẩy của Tô Đường mà ngã vào cửa. Lực đạo như vậy đối với hắn không đau, nhưng sức mạnh của Tô Đường đủ khiến hắn kinh ngạc. Tô Đường xoay người đi về phía ghế sofa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn. Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm một chuyện, tôi không phải phụ nữ của hắn, càng không có ý quyến rũ anh. Cô tỏ ra quá bình tĩnh, khiến Fanda cảm thấy như mình thật sự đã nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn vẫn chú ý đến cách nói của Tô Đường, không phải phụ nữ của hắn, ý là cô không phải phụ nữ của chủ nhân, nhưng mà hắn có chút không hiểu. Tô Đường ung dung vắt chéo chân, bưng tách sứ trên bàn lên, cười khẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Fanda đang dựa vào cửa. Trí tưởng tượng của các người đều phong phú như vậy sao? Tuy rằng anh đúng là đẹp trai, nhưng tôi cũng không đến mức đói khát như vậy. Cô đặt tách xuống, bẻ ngón tay đếm trước mặt Fanda, sau đó lắc lắc bốn ngón tay. Tôi đã có bốn thú phu rồi, hiện tại chưa có ý định thêm người. Hắn là thú vương, chắc hẳn sẽ không muốn hạ thấp thân phận chứ. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không có chuyện quyến rũ gì cả. Tôi không có hứng thú với anh, chúng ta cũng không thể nào ở bên nhau. Trong nhật ký của Lâm Tĩnh, vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Fanda hẳn là huyết thống quang minh thuần túy, Tô Đường cũng không đến mức vì sắc đẹp mà bán đứng bản thân chứ. Nếu kết hợp với huyết thống quang minh, cái giá phải trả là mất đi bàn tay vàng, mất đi vũ lực bảo vệ cô ở thế giới này, vậy thì đúng là ngu ngốc đến tận cùng. Lời nói của Tô Đường chứa quá nhiều thông tin, Fanda nhất thời không kịp phản ứng. Chỉ lẩm bẩm, tại sao, không thể nào. Căn phòng rất yên tĩnh, Tô Đường nghe thấy lời hắn nói. Anh, ghét tộc huyết ô sao? Câu hỏi đột ngột của Tô Đường khiến đầu óc Fanda có chút không xoay chuyển kịp, chỉ hỏi ngược lại, tộc nào mà không ghét tộc huyết ô? Câu nói này cũng khiến Tô Đường xác nhận một chuyện, xem ra thuộc hạ của Cedric này dường như không biết rõ thân phận của hắn. Trung thành với chủ nhân, mà chủ nhân lại là tộc huyết ô mà mình ghét, thật trớ trêu. Tô Đường đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ, cô duỗi người đi vào phòng ngủ. Thôi, hôm nay nói chuyện cũng đủ rồi, vậy đi. Bóng lưng biến mất, một câu nói nhẹ nhàng truyền ra, tôi và hắn chỉ là giao dịch. Anh không cần coi tôi là phụ nữ của hắn, cứ bình thường mà là được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa nhé ngã. Câu cuối cùng như đang ám chỉ suy nghĩ tự luyến của hắn. Thực ra, nếu không phải vì địa vị hiện tại của hắn, thì những thánh nữ kia làm sao thèm để ý đến hắn. Những gì hắn có được ngày hôm nay, phần lớn đều là nhờ sự giúp đỡ của Cedric. Fanda bực bội xoa tóc, gần đây hắn luôn cảm thấy bồn chồn, không yên. Sau sự cố đêm hôm qua, Fanda không còn trốn tránh cô nữa, nhưng lại trở nên im lặng hơn. Ngay cả khi Tô Đường bắt chuyện, Fanda cũng chỉ đáp lại bằng những từ đơn giản. Tô Đường nào biết, hành động vô ý của cô lại một lần nữa làm tổn thương trái tim kiêu ngạo của một chàng trai còn trinh. Thấy rõ Fanda không có ý định giao tiếp, Tô Đường cũng không muốn mặt dày mày dạn, tự mình vui vẻ là được rồi. Bầu không khí này kéo dài cho đến đêm trước ngày tế lễ. Fanda ăn mặc chỉnh tề, đứng ở phòng khách chờ Tô Đường trang điểm. Bộ đồng phục màu đen tuyền kết hợp với các phụ kiện nhỏ tinh xảo, tóc cũng được tạo kiểu, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình cánh. Đây là đồng phục của thống lĩnh đội phòng vệ thành, loại trang phục này ngoài việc canh gác hoặc trong các dịp trang trọng, bình thường sẽ không mặc, bởi vì đối với thú nhân vốn thích sự thoải mái, loại trang phục này quá gò bó. Không thể phủ nhận, kiểu dáng trang phục này rất được lòng giống cái, cũng khiến dáng người giống được trở nên gọn gàng, cao ráo. Tô Đường đi xuống từ cầu thang, phía sau cô còn có hai chị em Rilla. Mặt che mạng che mặt bằng lớp vải đỏ mỏng, mỗi bước đi, vòng tay vàng lại vang lên tiếng leng keng, tà váy dài chấm đất, hai bên xẻ tà vì chuyển động mà để lộ đôi chân thon dài như ngọc. Eo thon nhỏ, đôi mắt đỏ như máu khẽ nâng lên, kết hợp với bộ trang phục đỏ rực mang phong cách dị vực này, trông cô như một yêu tinh hút hồn người. Fanda ngây người nhìn người đẹp đang tiến đến, bước lên phía trước đưa tay phải đeo găng tay ra một cách lịch thiệp. Tô Đường thuận thế đặt tay lên tay hắn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh diễm. Mỹ nam mặc đồng phục da đen, thật sự rất hiếm thấy, trong thoáng chốc, khiến cô tưởng mình đang ở châu Âu thời Trung Cổ. Đi thôi. Bước ra khỏi biệt thự, Fanda ôm eo Tô Đường, nhảy lên lưng một thú nhân. Đây hẳn là tộc ô trà mà Rilla đã nói, có chút giống chim ưng, lông vũ đen tuyền,
chỉ có phần cổ có một chút màu vàng. Đã mang tên ô rồi, không phải giống quạ sao? Tôi đừng có chút không hiểu, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Fanda, xuất phát đi. Vâng, thủ lĩnh, ô trà bên dưới lập tức đáp lời, đối với việc làm thú cưỡi, hắn ta rất vui vẻ. Khoảng một giờ sau, họ đến cổng thành. Ở cổng thành, không ít người được thú nhân chở đang xếp hàng kiểm tra. Người bình thường chỉ cần đặt một chiếc ghế trên lưng thú nhân, người sang trọng hơn thì có thú nhân hai người khiêng, bốn người khiêng. Không ít chim thú khi đến cổng thành đều tự động hạ xuống, đến lượt họ, Fanda chỉ gật đầu với lính canh trên tường thành, rồi đi thẳng một mạch. Lính canh trên tường thành còn cung kính chào Fanda. Tôi đừng biết Cedric là một gián điệp đã trà trộn vào vị trí nguyên lão, nhưng cô không ngờ rằng địa vị của Fanda cũng không thấp. Nhìn toàn cảnh thành quang minh từ trên cao, tôi đường cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch vì kích động, cảm giác quen thuộc này khiến cô tưởng mình đã trở về hiện đại. Khải Hoàn Môn. Cả hai đều nghe thấy giọng tôi đường, Fanda không nói gì, nhưng đồng tử hơi giãn ra vẫn để lộ sự kinh ngạc của hắn. Theo hắn biết, tôi đường chưa từng đến thành quang minh, nếu vậy, tại sao cô lại biết tên công trình kiến trúc này? Thú nhân trẻ tuổi làm thú cưỡi thì hào hứng lên tiếng, đúng vậy, thật hoành tráng phải không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy công trình này cũng kinh ngạc rất lâu. Trong thành còn có rất nhiều công trình kiến trúc hoành tráng khác, chỉ tiếc là những người ở tầng lớp như chúng tôi không được vào. Nhưng nếu cô muốn, thủ lĩnh đại nhân nhất định có thể đưa cô vào. Những gì được miêu tả trong nhật ký không thể so sánh với sự chấn động khi được tận mắt chứng kiến. Lâm Tĩnh thật sự là một người xuất sắc và mạnh mẽ. Vậy sao? Có cơ hội nhất định sẽ đi xem thử. Nơi này là tâm huyết của Lâm Tĩnh, Tô Đường âm thầm siết chặt nắm tay. Nhìn xuống thành phố hùng vĩ này, cô thầm thề, sớm muộn gì cô cũng sẽ giành lại thành phố này. Ghi chép của Lâm Tĩnh đã tiết lộ điểm yếu của thành phố này, Tô Đường hoàn toàn có thể tìm lại cuốn nhật ký đã mất, sau đó dựa vào ghi chép trên đó để phá hủy thành phố này. Như vậy, sẽ không ai được lợi. Nhưng kết cục như vậy, không phải là điều Tô Đường muốn nhìn thấy. Thành phố này là tâm huyết của Lâm Tĩnh, mang theo không chỉ là hận thù của cô ấy, mà còn nhiều hơn là tình yêu phải không? Dù sao với tư cách là nhà thiết kế, thành phố này giống như đứa con của cô ấy vậy. Không ai muốn nhìn thấy tác phẩm mà mình dốc hết tâm huyết bị hủy hoại. Đến rồi, Fanda ôm Tô Đường nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất. Ánh đèn sáng rực, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng, bên trong không phải là lửa, mà là một loại khoáng thạch. Lính canh hai bên duy trì tư thế đứng nghiêm, ai nấy đều là những chàng trai đẹp trai cao trên 1m8. Nhìn sang, phong thái mỗi người một vẻ, quả thực là một bữa tiệc thị giác. Fanda ôm eo Tô Đường bước lên cầu thang, đi qua hành lang, cuối cùng cũng đến sảnh tiệc. Lộng lẫy, xa hoa, tráng lệ. Đèn trong sảnh đều dùng dạ minh châu, chiếc đèn chùm pha lê bằng dạ minh châu trên đỉnh đầu càng thêm lộng lẫy đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Mặt đất trải thảm, hoa văn phức tạp, hoàn toàn không giống kỹ thuật của thế giới thú nhân. Hai người bước vào, không gây kinh động quá nhiều người, dù sao hôm nay đến đây đều là những nhân vật có thân phận, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ khai mạc tiệc. Vì bận trang điểm nên Tô Đường không kịp ăn gì lót dạ, lúc này ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ xa, cô nuốt nước miếng. Kéo vạt áo Fanda, Tô Đường chỉ vào khu vực bày đồ ăn ở phía xa, nói ngắn gọn, tôi đói. Fanda cũng không ngăn cản, chỉ nhắc nhở cô, đừng đi xa quá, lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng đến, nếu gây ra rắc rối, ngay cả chủ nhân cũng khó ra tay. Có một số người, ngay cả nguyên lão cũng phải dè chừng. Tô Đường gật đầu, yên tâm đi, tôi biết chừng mực. Cô cũng không phải kẻ ngốc, cố tình bôi đen đồng đội, như vậy sẽ bị coi là đồng đội ngu ngốc mà bị giết chết. Đến khu vực đồ ăn, Tô Đường lướt qua các món thịt, cầm lấy một cái đĩa, gắp một miếng bánh ngọt. Tô Đường suýt nữa thì khóc, ở đây vậy mà còn có cả bánh ngọt. Tuy rằng nhìn không được đẹp mắt lắm, nhưng chỉ cần ăn ngon là được, cô tìm một chỗ ngồi xuống, vén mạng che mặt lên, xúc một thìa bánh ngọt. Sau đó là một trận dùng mình, ngọt đến phát ngấy, xin thứ lỗi cô không thể chấp nhận được. Cô quyết đoán đứng dậy, ngoan ngoãn gắp một miếng thịt, thế giới thú nhân không nói đến những thứ khác, trình độ chế biến thịt vẫn rất cao. Trên bàn ở khu vực đồ ăn cứ cách một khoảng lại có một hộp gỗ vuông vắn, bên trong là khăn giấy dùng một lần. Bộ đồ ăn có cả dao, nĩa và đũa, lúc trước ở phủ Fanda Tô Đường chưa để ý, bây giờ mới hiểu ra một số điểm kỳ lạ. Nhà ai ở thế giới thú nhân mà ăn cơm dùng dao nĩa chứ? Đây là do vị tiền bối nào dạy vậy? Tô Đường thành thạo cắt miếng thịt nướng, xiên một miếng cho vào miệng, ánh mắt lướt qua những người xung quanh. Không có nhiều người đến đây ăn, phần lớn đều cầm ly rượu trò chuyện với nhau. Nhìn đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp, có người mặc đồng phục, có người mặc áo choàng trắng rộng thùng thình kiểu Hy Lạp, thậm chí cả trang phục Ai Cập cũng có. Tô Đường ngớ người,
có chút nghi ngờ mình đến nhầm chỗ. Rõ ràng là một dịp trang trọng như vậy, tại sao cô lại có cảm giác như đang ở trong một buổi tiệc hóa trang? Ồ, đây là vị thánh nữ nào vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Tô Đường. Tóc tím, đôi mắt màu hồng phớt đỏ, mang phong thái của một công tử bột ăn chơi trác táng. Có thể vào được đây, chắc chắn không phải là công tử bột bình thường, loại người đó không có tư cách đến đây. Bạn tình của Úc Đốc không tóc tím thì cũng mắt đỏ, sở thích này đa số mọi người đều biết, hắn cũng chưa từng che giấu điều này. Hắn ta quan sát thánh nữ ở điện thánh nữ hàng năm, nhưng người có mái tóc đen và đôi mắt đỏ như Tô Đường thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Tô Đường hơi nhíu mày, nhưng trên mặt không biểu lộ sự khó chịu của mình. Chúng ta quen nhau sao? Úc Đốc tự cho mình có ngoại hình ưu việt, cộng thêm việc thường xuyên hoạt động bên ngoài, ở thành Quang Minh, chưa có ai không biết đến vị tộc trưởng tối cao của tộc Vũ này. Hắn ta tự tin tiến lên, lần đầu tiên bị bơ đẹp. Cô không biết tôi. Hắn ta nói như vậy, rõ ràng là thân phận không tầm thường, nhưng ở đây người có thân phận không tầm thường nhiều lắm. Tô Đường cong môi cười nhẹ, mang theo chút trêu chọc, tôi nên biết anh sao? Úc Đốc giữ người một lúc, rồi chợt bật cười, tiếng cười sảng khoái. Đúng vậy, tôi cũng không phải bảo vật mà ai cũng yêu thích, cô không biết tôi cũng bình thường. Đầu ngón tay thon dài khẽ chạm vào mặt bàn, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Lúc này, Tô Đường mới phát hiện, người đàn ông trước mặt không đeo bất kỳ món trang sức nào. Đối với việc Tô Đường đánh giá mình, hắn ta tỏ ra rất bình tĩnh, lười biếng dựa vào lưng ghế, toát lên vẻ quyến rũ, lười nhác. Ở thế giới thú nhân, giống được càng mạnh thì càng đẹp. Từ khi đến đây, Tô Đường đã có chút miễn dịch với sắc đẹp. Theo cô thấy, chỉ dựa vào ngoại hình đã không thể phân biệt được mạnh yếu. Dù sao mỗi người đều có nét đẹp riêng, khái niệm về cái đẹp không có định nghĩa chính xác. Mặc dù vậy, trong lòng Tô Đường, người đàn ông trước mặt vẫn xứng đáng được 9 điểm. Tổng điểm là 10. Cho đến nay, theo thẩm mỹ của Tô Đường, chỉ có Nolan và Cedric mới đạt điểm tuyệt đối. Nếu để cô nói thật, thì đúng là như vậy. Nhưng nếu trước mặt Erlan và những người khác, tất nhiên là ai cũng được điểm tuyệt đối rồi. Lời nói của Úc Đốc cũng rất khêu gợi. Thế nào? Hài lòng với những gì cô nhìn thấy chứ? Tô Đường thu hồi ánh mắt, lại cắt một miếng thịt cho vào miệng nhai, hoàn toàn không có vẻ bị cám dỗ. Sự lạnh nhạt này không khiến Úc Đốc nản lòng, ngược lại càng khiến hắn ta hứng thú hơn. Ở toàn bộ thành Quang Minh, những giống cái mà hắn ta hứng thú, chưa từng có ai từ chối hắn ta. Thế giới thú nhân phóng khoáng, thích hay không đều nói thẳng, nhưng bản tính xấu xa của đàn ông, dù ở thế giới nào cũng vậy, càng không có được thì càng khao khát. Úc Đốc vẫy tay, một người hầu bưng hai ly rượu đi tới. Hắn ta cầm một ly, đưa đến trước mặt Tô Đường. Cô không biết tôi cũng không sao, tôi nghĩ chúng ta nhất định rất hợp nhau trên giường. Muốn thử không? Tôi sẽ khiến cô nhớ mãi không quên. Lời này nói ra vô cùng ám muội và trần trụi, Tô Đường suýt nữa thì bị sặc. Rượu đã đưa đến trước mặt, cô che miệng ho khan vài tiếng, đứng dậy chạy đi lấy một ly nước trái cây uống ừng ực. Thà rằng đi xa hơn để lấy nước trái cây, sự không biết điều này, nếu là bình thường, Úc Đốc đã nổi giận rồi. Nhưng đối mặt với kiểu người mình thích, Úc Đốc luôn kiên nhẫn lạ thường. Fanda đang trò chuyện với đồng nghiệp vô tình quay đầu lại, chú ý đến sự khác thường của Tô Đường, đồng tử đột nhiên co rút. Hắn không ngờ Tô Đường lại bị Úc Đốc dây dưa, chẳng phải bạn tình của Úc Đốc vừa mới đổi sao. Xin lỗi, tôi có việc cần phải rời khỏi một lát, Fanda vội vàng xin lỗi đồng nghiệp. Những người xung quanh cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nháy mắt với hắn, trêu chọc. Đây là nhìn chúng vị thánh nữ nào rồi à? Hiếm thấy đấy anh bạn, cuối cùng cũng biết yêu rồi sao? Cố lên, nhất định phải chinh phục được người ta. Fanda bất lực lắc đầu, không phải như các cậu nghĩ đâu. Tuy hắn nói vậy, nhưng không ai tin cả. Fanda bước nhanh về phía Tô Đường, tay Úc Đốc đang giơ ly rượu vẫn chưa hạ xuống, rõ ràng là vẫn đang chờ câu trả lời của Tô Đường. Như vậy, ngược lại khiến Tô Đường tiến thoái lưỡng nan, nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn nhận lấy ly rượu trong tay Úc Đốc, uống cạn một hơi. Úc Đốc có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề tức giận vì hành động của Fanda, chỉ tò mò nhìn hắn. Cậu làm gì vậy? Hắn ta lại nhìn về phía Tô Đường, biểu cảm của hai người, rõ ràng là quen biết nhau. Trong trường hợp này không cần hành lễ, Fanda khẽ gật đầu, Úc Đốc đại nhân. Úc Đốc chỉ Tô Đường, rồi lại chỉ vào Fanda, nhướng mày. Người của cậu? Không phải, Fanda lắc đầu. Ồ, vậy, là người cậu thích. Đối với câu hỏi này, Fanda do dự một lúc, rồi tiếp tục trả lời, không phải. Úc Đốc đột nhiên cảm thấy buồn cười, đứng dậy nằm patet vai hắn. Cậu này, đều không phải, vậy chen vào làm gì? Fanda cụp mắt, lúc này chỉ có thể lấy Cedric ra. Cô ấy là
người của Cedric đại nhân. Hắn nói lắp bắp, như thể đang kiềm chế điều gì đó. Lời vừa nói ra, Úc Đốc càng thêm bất ngờ. Cậu bây giờ còn biết đùa rồi à? Cedric mà có giống cái thích sao? Trình độ bịa chuyện của cậu vẫn chưa được đâu. Hắn ta cười lớn, cười đến mức bụng hơi đau, quả thực bộ dạng Fanda mặt lạnh nói đùa này quá buồn cười. Cười xong, Úc Đốc lại vỗ vai hắn hai cái. Cậu này, cố tình chọc tôi vui sao? Lần sau không được như vậy nữa. Cedric là người thế nào tôi còn không rõ sao? Hắn ta mà có giống cái thích tôi lại không biết. Chuyện khi nào vậy? Về chuyện này, muốn Fanda nói rõ ràng, hắn cũng không biết. Chỉ có thể im lặng đối mặt. Biểu hiện này của hắn coi như là chứng thực những lời trước đó đều là nói đùa. Úc Đốc cảm thấy bất lực, cậu này, chơi với đám người kia lâu quá, cũng hư hỏng rồi. Đều là tộc Vũ, đối với hậu bối có tư chất tốt này, Úc Đốc vẫn rất thưởng thức. Vốn là người ít nói, không ngờ chơi với đám người lêu lổng kia lâu quá, vậy mà cũng học rồi. Úc Đốc nghĩ như vậy, hoàn toàn không nhận ra mình cũng là một phần tử lêu lổng. Họ đang nói chuyện, thì Cedric bước vào. Sự xuất hiện của hắn, khác với những người khác, lập tức gây chấn động cả sảnh tiệc. Mái tóc vàng kim dài chấm gót, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, từ đầu đến chân đều được trang trí bằng những món đồ trang sức lộng lẫy, chiếc áo choàng trắng càng khiến hắn trông như một vị thần giáng trần. Nhìn như vậy, đúng là có chút khí chất của thần quang minh. Đối với những tín đồ sùng bái ánh sáng, sự cam dỗ này không khác gì chuột thấy format. Không ít người xích lại gần thì thầm to nhỏ, trong đó tất nhiên là giống cái chiếm đa số. Tô Đường nheo mắt, đối với vẻ đẹp trai quá mức chói lóa của Cedric, lúc này cô chỉ muốn đeo kính râm để nhìn. Không còn cách nào khác, quá chói mắt. Cedric đảo mắt một vòng, tìm thấy mục tiêu ở khu vực đồ ăn. Tô Đường liếc nhìn Fanda, rồi lại liếc nhìn Úc Đốc, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cedric. Đây là, đang đi về phía họ sao? Một lúc sau, người đàn ông tiến lại gần, quả nhiên đúng như Tô Đường dự đoán. Cedric đầu tiên gật đầu với Úc Đốc, anh trai. Úc Đốc cười toe toét, tiến lên khoác vai Cedric, hất hàm về phía trước. Anh đến vừa lúc, anh không biết đâu, Fanda hư hỏng rồi đấy. Vừa rồi nó còn trêu tôi nói vị thánh nữ này là người của anh. Tôi thấy, nó là cố tình muốn phá đám tôi. Sở thích của tôi là, Úc Đốc còn chưa nói xong, Cedric đã hất tay hắn ra, bước về phía Tô Đường. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, Úc Đốc giữ người tại chỗ. Fanda vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên, đối mặt với chủ nhân mà mình trung thành, đây là lần đầu tiên hắn lạnh nhạt như vậy. Chỉ thấy Cedric hơi cúi người, nắm lấy tay phải của Tô Đường, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Nụ cười ấm áp, đôi mắt ngũ sắc ánh lên vẻ dịu dàng không hề che giấu, mái tóc vàng trước trán lướt qua gò má. Chiếc khuyên tai dài khẽ chạm vào tay Tô Đường, bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Em yêu, anh rất nhớ em, giọng nói dịu dàng, mang theo sự ân cần khó tả. Giọng nói ôn nhu như vậy, đừng nói là Úc Đốc, ngay cả Fanda cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Thật là xén xúa. Tô Đường nheo mắt, suýt chút nữa đã giật tay người ta ra, may mà vẫn nhịn được. Nếu không phải Cedric là đồng đội, cộng thêm việc cô cũng không đánh lại hắn, Tô Đường thật sự muốn tung một cú đấm vào hắn. Đang làm cái trò gì vậy? Sợ độ nổi tiếng của cô chưa đủ cao, đến đây để kéo thêm thù hận cho cô sao? Tô Đường cũng đã từng nghe nói Cedric nổi tiếng đến mức nào ở đây, bây giờ hắn không chỉ tự mình tỏa sáng, mà còn muốn kéo cô cùng nổi tiếng. Có lầm không vậy, họ là gián điệp, là kẻ phản bội. Tên nội gián nào lại phô trương như vậy? Trong lòng Tô Đường đang gào thét, nhưng trên mặt vẫn phải diễn trò, cười trừ với Cedric. Cedric siết nhẹ tay Tô Đường, rõ ràng là muốn cô phối hợp, Tô Đường bình tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong mắt Cedric lộ ra vẻ u buồn, giọng nói cũng trở nên buồn bã. Cứ tưởng sau khi chia tay hôm đó, thánh nữ sẽ nhớ đến tôi chứ. Giọng điệu oán trách này, không đi đóng phim thì thật uổng phí. Quả nhiên là lão làng diễn xuất, trong nháy mắt đã tạo dựng được một hình tượng khiến người ta liên tưởng. Tô Đường thuận thế đặt tay lên mặt hắn, giọng điệu vô cùng ám muội, sao tôi có thể quên anh được chứ? Dù sao chúng ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Ánh mắt cô cố ý liếc xuống dưới thân Cedric, cộng thêm câu nói khiến người ta nghĩ miên man này, cho dù là người ngu ngốc nhất cũng hiểu cô đang nói gì. Sau khi hết bàng hoàng, Úc Đốc nhớ lại lời nói của Tô Đường vừa rồi, vẻ mặt như thể vừa hóng được chuyện hay. Trước đó Úc Đốc còn tưởng Cedric có vấn đề về giới tính, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Tô Đường liếc mắt đưa tình, kéo dây thắt lưng của Cedric đi về phía cầu thang, Cedric cũng không phản kháng, vẻ mặt cương chiều nhìn cô, bộ dạng ngoan ngoãn hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Trên lầu có rất nhiều phòng, trong dịp này, nếu nhìn chúng nhau, muốn lên đó làm một chút cũng không phải là không thể.
Úc Đốc nhìn hai người lên lầu, xoa cằm, rồi vỗ mạnh vào vai Fanda hai cái. Cậu này, nói toàn lời thật lòng đấy, tôi còn tưởng cậu chuyển tính rồi, dám nói đùa với tôi nữa chứ. Hắn ta ghé sát lại, hóng hớt hỏi, nói cho tôi biết, chuyện khi nào vậy? Chuyện này làm sao hắn biết được, chỉ có thể lắc đầu. Ồ, giấu cũng kỹ đấy, hắn ta gật đầu tán thưởng, không hổ là anh em của tôi, sở thích này cũng thật đặc biệt, không tệ. Cedric hiếm khi gặp được giống cái mình thích, cộng thêm việc còn mắc bệnh sạch sẽ, Úc Đốc cũng không có ý định cùng hai anh em chơi chung. Lý do là, hắn ta sợ bị đá xuống giường. Sau đó, hắn ta lại tiếc nuối lắc đầu, hiếm khi gặp được người mình thích, kết quả lại là phụ nữ của anh em, thật là bực mình. Fanda trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn, nói thẳng, chẳng phải ngài vừa mới tìm được bạn tình cách đây không lâu sao. Lúc đó ngài còn nói cô ấy là người ngài thích nhất. Úc Đốc giữ người, đấm Fanda một cái, cậu này, nhớ rõ vậy sao? Sao nào? Thích à? Hôm nào giới thiệu cho cậu quen biết. Hắn ta nháy mắt, yên tâm, tôi đã kiểm tra rồi, tuyệt đối sẽ khiến cậu không muốn xuống giường. Cú đấm này giáng xuống người Fanda, không đau không ngứa, nhưng hắn vẫn lùi lại một chút. Thôi, cho dù ngài có giới thiệu, người ta cũng chưa chắc đã ưng tôi. Niềm vui không có tình cảm, đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Với thân phận hiện tại của Fanda, có rất nhiều giống cái nguyện ý hiến thân, nhưng có bao nhiêu người thật lòng thích hắn. Điều này, hắn rất rõ ràng, dưới vẻ lấy lòng nịnh nọt, che giấu là sự chán ghét và khinh thường sâu sắc. Ánh mắt như vậy, thật mất hứng. Hắn có chút rung động với Tô Đường, cũng là vì trong mắt Tô Đường không hề có sự khinh thường, trong sự trong trẻo thậm chí còn có cả sự thưởng thức. Chuyện này, Úc Đốc thở dài, hắn có thể ép buộc thánh nữ hiến thân, nhưng cưỡng ép như vậy, rốt cuộc là vui vẻ hay là tra tấn thì cũng không ai nói rõ được. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng, người cũng tốt, chỉ tiếc là ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm. Cedric và Fanda quả thực là hai thái cực, một người sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại cô độc, không ai muốn quan tâm. Fanda trước kia cũng rất bình thường, bị giống cái từ chối nhiều quá, nên mới thành ra như bây giờ. Bây giờ thì tốt rồi, Cedric xem ra không cần phải lo lắng nữa, Fanda này, đúng là khó khăn rồi. Úc Đốc nhìn hắn với vẻ mặt đầy ẩn ý, vô cùng bất lực. Chuyện này, cậu cũng đừng quá bi quan, sẽ có người thưởng thức cậu thôi. Fanda không được an ủi, ngược lại càng thêm buồn bã, khẽ nói, vậy sao? Có lẽ vậy. Úc Đốc xoa mi tâm, bưng ly rượu trên bàn lên, đi về phía đám đông, ánh mắt đó rõ ràng là đã nhìn thấy con mồi mới. Fanda không nói gì, nhìn lên lầu. Tô Đường và Cedric lên lầu, vào một căn phòng, cửa phòng đóng lại, tiếng khóa cửa vang lên cạch một tiếng. Không còn người ngoài nhìn ngó, Cedric cũng không giả vờ nữa, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, lau miệng, rồi lau những chỗ bị Tô Đường chạm vào. Tô Đường bị hành động của hắn chọc cười, cũng không để ý đến thân phận tiền bối của hắn, liền chế giễu. Nếu đã ghét thì đừng có chạm vào tôi, ừ. Cedric chỉ cười lạnh một tiếng, không giải thích gì cả, ngồi xuống ghế sofa. Không làm vậy, Úc Đốc sẽ nghi ngờ. Hơn nữa không chỉ riêng cô, tôi chạm vào giống cái khác cũng vậy, cô chỉ đỡ hơn một chút thôi, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi. Trước đó cõng Tô Đường về, Cedric vừa về đến nơi đã tắm rửa kỳ cọ một lượt, sự tiếp xúc của Tô Đường còn đỡ hơn một chút. Ít nhất cũng không khiến hắn buồn nôn, trời mới biết hắn đã phải chịu đựng như thế nào khi ở giữa đám giống cái. Trứng sạch sẽ của anh cũng đặc biệt thật đấy, chỉ có tác dụng với phụ nữ. Tô Đường trêu chọc, khúc mắc trong lòng cũng tan biến. Đây là một loại bệnh tâm lý, cô cũng không đến mức so đo với người khác vì chuyện này. Tôi thật sự không hiểu anh đang giở trò gì, anh có từng nghĩ đến chúng ta là gián điệp không? Hai chữ cuối cùng cô nói rất khẽ, gần như không nghe rõ. Dù sao có tường ngăn tai, những người đến đây đều là cao tinh, thính giác rất nhạy bén. Cedric lại tỏ ra rất thoải mái, ung dung dựa vào lưng ghế, giọng nói không hề giảm bớt. Không cần phải cảnh giác như vậy, vật liệu ở đây được làm bằng khoáng thạch đặc biệt, có thể ngăn cách giác quan, nói chuyện bình thường bên ngoài sẽ không nghe thấy. Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói, đừng có đánh trống lảng. Anh rốt cuộc có tố chất làm gián điệp không vậy? Tố chất làm gián điệp, Cedric cuộn một lọn tóc vàng, nhìn cô với vẻ thích thú, tôi lại không biết làm gián điệp còn cần tố chất nữa cơ đấy. Vẻ thờ ơ, đầy khinh thường. Tô Đường tức đến mức phồng má, hai má đỏ bừng. Quả thực, người ta làm gián điệp đã ngồi lên vị trí tương đương với người đứng thứ hai rồi, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Nhưng đây không phải là lý do để hắn kéo cô xuống nước. Hít một hơi thật sâu, Tô Đường khoanh tay, bắt chéo chân, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra. Cảnh đẹp như vậy, Cedric chỉ liếc nhìn qua loa rồi liền rời mắt đi. Cô vẫn chưa hết giận,
anh thì không sao rồi, nhưng anh có nghĩ đến việc này sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi không? Chẳng lẽ là đồng minh, tôi còn có nghĩa vụ phải giúp anh dọn dẹp mấy đóa hoa đào thối kia sao? Tôi đến đây là để giúp tìm chìa khóa, chứ không phải đến để làm bia đỡ đạn cho anh. Tôi đừng nói năng hùng hồn, mang dáng vẻ sắc bén của một cuộc đàm phán. Hoa đào thối, từ ngữ này hình dung rất chuẩn xác. Cedric không những không tự kiểm điểm, mà còn ở đây thảo luận về cách dùng từ của Tô Đường. Bộ dạng này của hắn, châm ngòi lửa giận của Tô Đường, cô bịch một tiếng đập tay xuống bàn, hai người nhìn nhau qua chiếc bàn thấp. Bây giờ là lúc để thảo luận về cách dùng từ sao? Anh rốt cuộc có đang nghe tôi nói không vậy? Hay là anh căn bản không coi tôi là đồng minh ngang hàng? Nếu vậy anh cứ việc sắp xếp cho tôi một thân phận nào đó, tôi cũng không cần anh phải dây dưa gì với tôi sẽ tự mình đi tìm chìa khóa. Ở vị trí cao hơn, có thể nhìn thấy rõ khe ngực lấp ló, Cedric rời mắt đi, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận kia. Màu đỏ và trắng đan xen, trong mắt Cedric hiện lên một vài hình ảnh, đột nhiên che miệng nôn khan, xua tay với Tô Đường. Cô, tránh xa tôi một chút. Tô Đường nhíu mày, do dự một lúc, rồi vẫn đứng dậy, không so đo chuyện cũ mà rót cho hắn một cốc nước. Này, anh không sao chứ? Cedric nhận lấy, uống vài ngụm, cuối cùng cũng nuốt xuống cảm giác khó chịu đó, thở dài một hơi, uể oải dựa vào lưng ghế. Giọng hắn rất nhẹ, như làn khói sắp tan biến, lần sau đừng mặc đồ màu đỏ nữa. Màu đỏ rất hợp với cô, nhưng tôi không thích. Tô Đường rất muốn phản bác lại hắn một câu, mặc quần áo gì là quyền tự do của cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Cedric, cô vẫn có chút không nỡ. Cô thăm dò nói, chứng bệnh này của anh chưa từng tìm người xem sao. Tuy không biết thế giới thú nhân có cách nào chữa trị bệnh tâm thần hay không, nhưng ở đây ngay cả năng lực tâm linh cũng có, muốn tìm người giải quyết vấn đề này cho hắn hẳn là không khó. Bệnh cũ rồi, nghỉ ngơi một lát là khỏi, lông mi vàng dày khẽ rung động, đôi mắt ngũ sắc như thủy tinh nhìn cô, nếu hắn còn sống, tôi cũng sẽ không như vậy. Tô Đường lập tức hiểu ra, xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn. Cũng không nhất thiết phải là người của tộc huyết ô, người của tộc khác không được sao. Cedric chỉ lạnh nhạt nói ra sự thật, tôi sẽ không để lại nhược điểm cho người khác, huống chi là người của tộc khác. Đạo lý đơn giản như vậy, Tô Đường không thể không hiểu, nhưng chứng bệnh này của Cedric ảnh hưởng đến hắn rất rõ ràng, nếu vào thời khắc quan trọng mà lại phát bệnh như vậy, chẳng phải sẽ mất nửa cái mạng sao. Tô Đường không hỏi về nguồn gốc chứng bệnh này của hắn, xoa xoa mi tâm, dường như đã hiểu lý do hắn muốn lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Chứng bệnh đó ảnh hưởng đến anh, thôi bỏ đi, anh là nguyên lão, chẳng lẽ ngay cả một giống cái cũng không ngăn cản được sao? Anh không thích những người đó thì cứ nói thẳng ra là được rồi mà. Chính vì tôi là nguyên lão, nên có một số chuyện không thể ngăn cản được. Vừa rồi người kia cô cũng đã thấy, hắn ta là tộc trưởng tối cao hiện tại của tộc Vũ. Cô nói xem nếu hắn ta cứ ép giống cái cho tôi có thể từ chối được một lúc, nhưng có thể từ chối cả đời sao? Trước kia, Cedric còn có thể chịu đựng được một chút, nhưng sau khi đoạn ký ức đó được giải phóng, hắn càng ngày càng không kìm nén được cảm giác chán ghét đó. Sự chán ghét đối với giống cái, càng là sự chán ghét đối với bản thân hắn. Qua khác biệt, sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hắn tổng không thể thân mật với giống được để trở thành kẻ dị biệt hơn chứ. Thế giới thú nhân chưa từng có tiền lệ yêu đương đồng giới, xu hướng tính dục của Cedric cũng rất bình thường, hắn chỉ là không vượt qua được rào cản trong lòng. Không biết từ lúc nào, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang lên. Tiệc bắt đầu rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Tô Đường lo lắng nhìn hắn, anh chắc chắn ra ngoài như vậy sẽ không sao. Chạm vào tôi anh còn như vậy, bên dưới toàn là. Cedric đứng dậy, che mặt điều động huyết mạch trong cơ thể, hai má ửng đỏ. Tôi không sao, đi thôi. Anh đợi tôi một lát, ở đây đợi tôi. Tô Đường suy nghĩ một chút, mở cửa xuống lầu. Cedric có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngồi xuống đợi cô quay lại. Người hầu ở dưới lầu rất đông, Tô Đường tìm một giống cái mặc trang phục hầu gái. Xin chào, tôi muốn hỏi, ở đây có quần áo dự phòng không? Quần áo của tôi bị bẩn, mặc trên người không thoải mái. Người hầu gái sững người một chút, vội vàng gật đầu, có thì có, nhưng quần áo chúng tôi chuẩn bị cho thánh nữ đều khá đơn giản, cô chắc chắn muốn thay không? Nơi này đã tiên tiến như vậy rồi, Tô Đường cũng nghĩ theo hướng táo bạo hơn, trên lầu đều chuẩn bị phòng ốc. Hơn nữa khi cô đi ngang qua còn nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, đều là người từng trải, Tô Đường không cho rằng họ đang ở trong đó thảo luận vấn đề học thuật. Nếu mà làm chuyện đó, lỡ xé rách quần áo, tổng không thể trần truồng mà đi ra ngoài chứ. Không sao, tôi không ngại. Cô gật đầu, cô đợi tôi một lát. Tô Đường đứng tại chỗ, nhìn cô ấy chạy đi. Không để cô đợi lâu, người hầu gái đã ôm một chiếc váy quay lại. Thánh nữ đại nhân,
đây là quần áo cô muốn. Tô Đường cảm ơn cô ấy, rồi trở về phòng trên lầu. Vừa về đến phòng, Tô Đường đã đuổi Cedric ra ngoài. Lúc trước để hắn ở đây, cũng là vì muốn hắn giữ chỗ. Phòng trên lầu cơ bản đã kín người, nếu họ vừa đi, chắc chắn sẽ có người khác đến. Cedric cũng không tức giận, dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn những thánh nữ đang khiêu vũ bên dưới. Khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, điện thánh nữ sẽ sắp xếp cho các thánh nữ nhảy mở màn. Những thánh nữ được chọn nhảy mở màn, tuyệt đối là những người xuất sắc nhất trong khóa đó. Những bước nhảy đơn giản, dưới sự tô điểm của vóc dáng uyển chuyển và dung nhan tuyệt mỹ, khiến mọi người liên tục vỗ tay tán thưởng. Tô Đường rất nhanh đã thay xong quần áo, mở cửa bước ra, đúng như lời người hầu gái nói, chỉ là bộ quần áo đơn giản nhất. Áo hai dây và váy dài, toàn bộ màu trắng tinh, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào. Cedric hơi nhướng mày, bộ trang phục giản dị này khiến lồng ngực u ám của hắn thoải mái hơn không ít. Hắn không tiếc lời khen ngợi, vỗ tay, cũng được, chỉ là thiếu một chút gì đó. Các phụ kiện đi kèm với bộ váy đỏ phong cách dị vực kia đều đã bị Tô Đường tháo ra, lúc này trên người cô không còn gì cả, chỉ còn lại đôi khuyên tai nhỏ màu đỏ. Tô Đường chỉ liếc hắn một cái, lộng lẫy cũng không được, giản dị cũng không được, thật khó chịu. Cứ như vậy đi, kẻo lát nữa anh lại nôn thật đấy. Cedric cười mà không nói, cho dù thật sự muốn nôn, hắn cũng sẽ không nôn trước mặt mọi người. Một bản nhạc kết thúc, các thánh nữ bên dưới nâng váy hành lễ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong đại sảnh. Tiếp theo lại đến lượt một vài thánh nữ khác, đều là những mỹ nhân, Tô Đường chống tay vào lan can, thích thú thưởng thức. Điệu nhảy này đẹp đến vậy sao? Chỗ cô không có sao. Cedric biết Tô Đường là thần nữ đều đến từ dị giới. Hắn cũng đã từng giao tiếp với thần nữ đời trước, những ý tưởng kỳ lạ của Lâm Tĩnh khó có thể diễn tả bằng lời. Đôi khi Cedric cũng muốn được tận mắt chứng kiến thế giới trong lời kể của cô ấy. Một thế giới hoàn toàn khác với thế giới thú nhân, một thế giới khác. Tô Đường lắc đầu, ánh mắt không hề dịch chuyển, chống cằm nhìn những mỹ nhân đang khiêu vũ bên dưới. Anh không hiểu đâu, đẹp không phải là điệu nhảy, mà là người. Dù đẹp đến đâu, có thể đẹp bằng tôi sao? Nói ra sự thật phũ phàng như vậy. Tô Đường quay đầu liếc xéo hắn, giọng điệu mỉa mai, ai có thể đẹp hơn ngài chứ? Khổng Tước Vương đại nhân ngã. Cedric sững sờ, bị câu nói của Tô Đường làm cho cứng họng mấy giây. Sống mấy trăm năm rồi, ngay cả những con sư tử, con hổ thối tha kia cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hắn liền hạ giọng nói, thật là to gan. Tô Đường không để ý đến hắn, tiếp tục nhìn những mỹ nhân đang khiêu vũ bên dưới. Cedric còn ở bên tai cô nhận xét, so với những khóa trước, trình độ của các thánh nữ khóa này thật sự kém cỏi. Nhưng cũng đúng thôi, ngay cả thánh nữ do Thành Quang Minh nuôi dưỡng cũng chỉ có trình độ này, Thành Bình Minh và Thánh Thành thì càng khỏi phải nói. Thánh nữ của Điện Thánh Nữ, 10 năm một khóa, đây cũng là thời gian họ tiếp nhận giáo dục ở thần điện. Nghe anh nói như vậy, xem ra anh đã gặp qua không ít thánh nữ nhỉ, không có ai khiến anh thích sao. Nếu anh có thể tìm được một người mình thích để, biết đâu có thể chữa khỏi bệnh cũ của anh. Tâm bệnh chắc chắn không thể dựa vào lấy độc trị độc, Tô Đường nói vậy chỉ là đùa thôi. Thích sao? Thích, nghiền xương thành cho tính không? Cô ở đây trò chuyện lãng mạn với hắn, Cedric quay đầu lại nói chuyện máu me với cô. Vừa rồi là Tô Đường làm Cedric cứng họng, chưa đầy 2 phút sau, Cedric đã làm cô cứng họng. Tô Đường nghiến răng, cố gắng nặn ra nụ cười, tính chứ, sao lại không tính, anh thích là được rồi. Cedric cười ha hả, nhìn thì có vẻ thoải mái, ung dung, nhưng thân ở địch doanh làm sao có thể thật sự thoải mái được. Chỉ là đeo mặt nạ lâu quá, chiếc mặt nạ đó đã ghim vào da thịt hắn. Có được một người có thể nói chuyện mà không cần phải dè chừng, thật là hiếm có. Sự tương tác của hai người đều lọt vào mắt những người bên dưới. Fanda siết chặt ly rượu trong tay, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang rối rắm điều gì. Tô Đường thay quần áo, hai người vào phòng làm gì, không cần phải nói cũng biết. Cộng thêm nụ cười sảng khoái của Cedric, Fanda biết hắn thật sự vui vẻ, không phải là kiểu cười gượng gạo lịch sự. Thật là kẻ lừa dối. Lúc này, những lời Tô Đường nói đều trở thành lời nói dối để lừa gạt hắn, cô đang đùa giỡn hắn. Rắc, ly rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe lên tay hắn, có người hầu vội vàng tiến lên dọn dẹp. Đại nhân, có cần đưa ngài đi thay quần áo không? Người hầu nhìn vết rượu còn dính trên tay áo, ngực Fanda, cẩn thận hỏi. Fanda xua tay, rút khăn tay từ ngực người hầu ra, bình tĩnh lau vết rượu trên người. Không cần, về ớ. Vâng, người hầu cung kính lui xuống. Ba bản nhạc kết thúc, tiếp theo là thời gian chọn bạn nhảy. Thú nhân không biết khiêu vũ giao tiếp, cơ bản đều là giống cái nhảy, giống được chỉ phụ họa theo thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuống dưới rồi. Cedric đưa tay phải ra, Tô Đường do dự một chút, thấy hắn mỉm cười gật đầu,
mới đặt tay lên tay hắn. Không ít người đang xem ở tầng 2 cũng cùng nhau xuống lầu. Khổng Tước Vương rất hiếm khi tham dự loại tiệc này, khi hắn xuất hiện đã gây ra không ít chấn động. Ở đây, nếu nguyện ý cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên, nghĩa là nguyện ý cùng nhau trải qua đêm nay. Hiếm khi có cơ hội như vậy, không ít thánh nữ đều hướng ánh mắt về phía Cedric. Người bên cạnh Khổng Tước Vương đại nhân là ai vậy? Sao chưa từng gặp? Có thánh nữ nhỏ giọng bàn tán. Ai biết được, nhưng cô ta còn không có tư cách nhảy mở màn, chắc chắn không phải người tốt đẹp gì. Cô gái tóc tím đi đến trước mặt một giống cái cao giáo, tóc đỏ rực rỡ, cô mặc một chiếc váy voan mỏng màu tím. Bên trong là bộ đồ lót chỉ đủ che 3 điểm, táo bạo, phóng khoáng, nóng bỏng đến cực điểm. Ulysses là một trong những thánh nữ xuất sắc nhất khóa này, vừa rồi điệu nhảy mở màn của Thành Quang Minh cũng có cô. Cô liếm đôi môi đỏ mọng, cất giọng trêu chọc, Cedric đại nhân thật sự càng ngày càng quyến rũ ngã. Giống cái cao giáo tóc đỏ né tránh bàn tay Ulysses đưa tới, nhíu mày ghét bỏ, tôi không phải giống đực, đừng có làm ra vẻ quyến rũ trước mặt tôi. Ulysses hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn mất đi vẻ quyến rũ vừa rồi, nói chuyện kiểu gì vậy? Hừ, thật là vô vị, cô nên biết kiểu người như tôi được giống đực rất yêu thích đấy. Mà này, chẳng phải cô thích Cedric đại nhân sao? Cơ hội tốt như vậy sao không thử xem? Vừa nói, Ulysses vừa nháy mắt với cô, nếu thành công, đừng quên nói cho tôi biết cảm giác thế nào nhé. Cassia chỉ liếc nhìn cô một cái, bước về phía Cedric, lạnh lùng đáp lại một câu, nhạt nhẽo. Ulysses lắc đầu, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người một người đàn ông đẹp trai tóc bạc mắt xanh. Người đàn ông dường như cũng phát hiện ra cô, giơ ly rượu trong tay lên. Ulysses bước nhanh về phía người đàn ông, làm nũng tựa vào người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Đại nhân, ngài đã lâu không tìm L.I.Z rồi ngã chẳng lẽ đã quên L.I.Z rồi sao? L.I.Z nhớ ngài lắm đấy ngã cô ta nói bằng giọng nũng nịu, cố ý dùng giọng điệu mà đàn ông thích. Hồ Vương Misen dùng tay không cầm ly rượu nâng cầm cô gái lên, rõ ràng là màu bạc xanh lạnh lùng, nhưng trên người hắn ta lại không hề có chút lạnh lẽo nào, chỉ có sự quyến rũ. Nhóc con, còn biết tìm ta sao? Ta còn tưởng hồn của em đã bị con chim kia câu đi rồi chứ. Ừm. Cô gái chu môi, cọ cọ vào tay hắn ta, đại nhân, L.I.Z rõ ràng là thích ngài nhất. Em và Úc Đốc đại nhân chỉ là chơi đùa thôi mà. Chơi đùa, nhóc con, thật là biết câu dẫn. Sao nào, tối nay muốn chơi đùa với ta sao? Tộc hồ vốn đã mang theo sự mê hoặc, khi Misen hạ giọng nói chuyện, càng khiến người ta nghe đến mức mang thai tai. Ulysses thuận thế tựa vào ngực người đàn ông, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy xuân sắc lên, với đại nhân không phải là chơi đùa, mà là thật lòng thích ngã. Misen chỉ nhìn cô, cười mà không nói gì. Ở phía bên kia, Cassia đã đi đến trước mặt Cedric. Trước cô, đã có không ít thánh nữ tỏ tình với Cedric bị từ chối. Là thánh nữ xuất sắc nhất khóa này, Cassia luôn kiêu ngạo, cô nâng váy hành lễ với Cedric, tao nhã, đoan trang. Khổng Tước Vương đại nhân, tôi luôn rất thích ngài, không biết có thể mời ngài nhảy một điệu được không? Cedric mỉm cười tao nhã, kiềm chế và xa cách, bàn tay buông xuống khi xuống lầu đột nhiên đặt lên eo Tô Đường. Cách một lớp vải, cảm giác ấm áp truyền đến sống lưng cô qua làn da. Hắn hơi nhíu mày, tôi cứ tưởng tôi đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, cô thấy sao, em yêu? Tô Đường cười khúc khích, nép vào lòng Cedric, nhìn thì có vẻ thân mật, nhưng thực chất là tránh tiếp xúc da thịt với hắn, giữa hai người còn cách hai lớp áo. Nụ cười này rơi vào mắt Cassia, chính là sự khiêu khích của kẻ chiến thắng. Cô theo đuổi Cedric bấy lâu nay, kết quả lại bị một giống cái không biết từ đâu chui ra, có thể nói là dễ dàng có được hắn. Đổi lại là bất kỳ ai, chuyện đã lên kế hoạch từ lâu, bị người khác cướp mất như vậy, làm sao có thể không tức giận, huống chi là Cassia kiêu ngạo. Cassia cố gắng giữ nụ cười trên mặt, động tác cứng đờ, đại nhân, tôi nghĩ, tôi ưu tú hơn cô ta. Cedric cười khẩy một cách thờ ơ, nhướng mày phượng, toát ra vẻ uy nghiêm, Cassia, chẳng lẽ số lần tôi từ chối cô vẫn chưa đủ nhiều sao? Đối với giống cái si mê hắn này, Cedric có chút đau đầu, mỗi lần hắn đều thẳng thừng từ chối. Cassia không những không bị hắn dọa sợ, ngược lại càng thêm kiên trì. Thân phận của Cassia không tầm thường, cho dù Cedric có bất mãn đến đâu, cũng không thể làm quá đáng, tránh làm mất mặt một lão già nào đó. Cassia nắm chặt tà váy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, tự tin và kiêu ngạo. Ngài đã từ chối tôi rất nhiều lần, nhưng sư phụ đã dạy tôi, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có được thứ mình muốn. Cho dù bây giờ ngài không thích tôi, nhưng tôi tự tin rằng một ngày nào đó sẽ khiến ngài động lòng. Thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, nếu lúc này người bị tỏ tình không phải đang ôm cô, Tô Đường thật sự muốn vỗ tay cho giống cái này. Cedric liếc nhìn người phụ nữ đang tựa vào ngực mình, khóe môi hơi nhếch lên,
rõ ràng là đang rất thích thú, xem kịch vui vẻ. Hắn không hài lòng, siết chặt tay hơn, Tô Đường đau đến mức kêu lên một tiếng. Sau khi phản ứng lại vội vàng vùi mặt vào lòng hắn, điều chỉnh lại biểu cảm, rồi cũng đưa tay ra sau eo hắn, dùng sức véo một cái. Khóe miệng Cedric giật giật, người phụ nữ này thật sự không chịu thiệt chút nào. Bầm tím rồi, eo của hắn chắc chắn bầm tím rồi. Một giống cái sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Cú véo này của Tô Đường cũng khiến cho cảm giác khó chịu mà Cedric luôn kìm nén giảm bớt đi phần nào. Hắn cúi đầu xuống, thở ra một hơi bên tai Tô Đường, không biết nặng nhẹ gì cả, về nhà rồi sẽ dạy dỗ em sau. Ở đây có rất nhiều người tai mắt tinh tường, cho dù không cố ý nghe lén, những người đứng gần vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người. Biểu cảm của Cassia thay đổi, càng thêm khó coi, Cedric tán tỉnh giống cái này trước mặt cô, căn bản không coi cô ra gì. Trong mắt người ngoài, họ đang tán tỉnh, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Tô Đường rất rõ ràng, lời này của Cedric không phải là lời tán tỉnh giữa người yêu, mà là thật sự muốn dạy dỗ cô. Biết mình ra tay hơi nặng, Tô Đường áy náy xoa bóp chỗ vừa bị véo cho hắn, nụ cười quyến rũ động lòng người, đôi mắt đẹp long lanh, như đóa sen mới nở không hề trang điểm. Đại nhân ngã thật là đáng ghét, Tô Đường lùi lại một chút, ngón tay khẽ điểm vào ngực hắn qua lớp vải. Giọng nói ngọt ngào nhưng không hề khiến người ta cảm thấy ngấy, đặc biệt êm tai, Tô Đường biết góc độ nào của mình là đẹp nhất, cũng biết cách phát huy tối đa vẻ đẹp của mình. Trong mắt Cedric lóe lên vẻ kinh diễm, rồi lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, dáng vẻ này của Tô Đường, đừng nói là Cedric, ngay cả những giống được xung quanh chú ý đến họ cũng không khỏi rung động. Trong sáng và quyến rũ, sự kết hợp mâu thuẫn như vậy tạo ra một loại xúc động khiến người ta muốn ôm cô vào lòng. Cho dù Cassia có tu dưỡng tốt đến đâu, bị phớt lờ như vậy, cũng khó tránh khỏi việc bộc phát cảm xúc, cô ta cao giọng, ngài như vậy, thật là thất lễ. Tô Đường như thể mới chú ý đến còn có một người đối diện, xoay người bước về phía Cassia, Cedric cũng không ngăn cản, ung dung nhìn cô. Cassia thánh nữ, chẳng lẽ sư phụ của cô chưa từng dạy cô? Thứ không thuộc về cô, cho dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không thuộc về cô. Cassia cao hơn Tô Đường gần nửa cái đầu, cho dù là nhìn từ dưới lên, khí thế của Tô Đường vẫn mạnh hơn cô ta. Thêm vào đó, Tô Đường lại tiến gần, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. Cassia thuộc tộc sư tử là kiểu mỹ nhân hoang dã, trên chân và bụng vẫn có thể nhìn thấy Vagueli đường nét cơ bắp, lớp vải mỏng càng làm nổi bật cơ bụng, ánh mắt Tô Đường lướt qua ngực cô ta. Hai người rõ ràng là tình địch, nhưng bị Tô Đường nhìn như vậy, Cassia lại có cảm giác như mình mới là con mồi của cô. Hắn là của tôi, Tô Đường vừa nói, vừa đặt tay lên eo Cassia, trắng trợn sờ cơ bụng của cô ta. Thật lòng mà nói, Tô Đường chưa từng sờ cơ bụng của phụ nữ, làm như vậy là do lòng ích kỷ. Đừng nói là Cassia, ngay cả những người bên cạnh cũng bị hành động của cô dọa nhảy dựng, không hiểu Tô Đường làm vậy là muốn làm gì. Khiêu khích, nhưng nhìn thế nào cũng quá đẹp mắt. Hai đại mỹ nhân đứng sát nhau, có người đã huýt sáo. Cassia theo bản năng lùi lại, hất tay cô ra, lần đầu tiên luống cuống như vậy trước mặt một giống cái. Sau khi phản ứng lại, đôi mắt vàng nhạt bùng lên tức giận, mái tóc đỏ rực như lửa cũng lay động theo động tác của cô ta. Cô đang nói bậy bạ gì vậy, tôi chưa từng nghe nói đến. Dù bề ngoài có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, cũng chỉ là để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Tôi muốn đấu với cô, tôi, Cassia, tuyệt đối sẽ không thua. Nếu cô chứng minh được mình ưu tú hơn tôi sẽ lập tức rút lui, nếu cô thua. Cô ta nhìn về phía Cedric, khổng tước vương đại nhân, điệu nhảy đầu tiên của ngài sẽ thuộc về tôi. Đây là lời tuyên chiến trắng trợn, Tô Đường không biết ý nghĩa của điệu nhảy đầu tiên, liền quay sang nhìn Cedric. Sắc mặt Cedric không được tốt lắm, sợ Tô Đường không hiểu chuyện mà đồng ý, vậy chẳng phải tối nay hắn thật sự phải ở cùng người phụ nữ này sao? Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, Úc Đốc còn hóng hớt không sợ chuyện lớn, tiến lại gần khoác vai Cedric, nhìn hai giống cái đang đối đầu căng thẳng. Được đấy, phải nói là ở thành Quang Minh này, đã lâu rồi không thấy hai giống cái tranh giành một giống đực, Cedric, diễn phúc không cạn đâu. Hắn ta cười gian xảo, nếu là tôi sẽ không chọn, trực tiếp cùng lúc luôn. Giống cái vốn đã khan hiếm, có rất nhiều giống đực theo đuổi, ở nơi trang trọng như vậy, công khai tuyên chiến tranh giành một giống đực, thật sự là đã lâu rồi mới thấy. Lần trước xảy ra tranh chấp như vậy là do hai giống cái kia vốn đã có thủ oán riêng, vì muốn chọc tức đối phương nên mới đi cướp giống đực mà người ta thích. Loại diễm phúc này, Cedric một chút cũng không muốn, hắn từ trong miệng thốt ra mấy chữ, anh trai, anh cảm thấy chuyện chưa đủ lớn sao? Nếu Tô Đường thắng thì không sao, nếu thua, Cedric không dám tưởng tượng phải giải thích như thế nào, đã nhảy điệu nhảy đầu tiên rồi, nếu không làm gì, chắc chắn sẽ là một sự sỉ nhục. Gia tộc phía sau Cassia sẽ nghĩ như thế nào,
ông nội cô ta sẽ nghĩ như thế nào. Nhìn thấy Tô Đường do dự, sự tự tin của Cassia trở lại phần nào, lập tức cứng rắn hơn. Sao nào, cô không dám sao? Là sợ thua, thua tôi, Cassia, cô cũng nên tự hào rồi, không phải ai cũng có tư cách làm đối thủ của tôi. Thấy Tô Đường vẫn nhìn chằm chằm Cedric, cô ta hất cằm lên, đây là cuộc đấu giữa chúng ta, giống cái, cô nhìn hắn làm gì? Hắn ta không giúp được cô đâu, nếu cô còn can đảm, thì hãy nhận lời thách đấu của tôi. Nếu cô hèn nhát như vậy, tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời xa hắn. Thích một giống cái như cô, tôi rất nghi ngờ ánh mắt của Khổng Tước Vương đại nhân. Dưới con mắt của mọi người, Cedric cũng không thể gợi ý gì cho Tô Đường, Tô Đường chỉ đang suy nghĩ xem họ sẽ đấu cái gì. Nhìn sắc mặt của Cedric, nhảy điệu nhảy đầu tiên với Cassia rất khó khăn, nghĩ đến bệnh cũ của hắn cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng phải tiếp xúc thân mật. Chỉ là đấu thôi, giống cái chắc chắn không phải là đấu võ, nếu đấu những thứ khác mà thua thì thật có lỗi với Cedric. Cố lên nhé, tôi ủng hộ cô, người mà Cedric của chúng ta nhìn chúng, làm sao có thể nhận thua chứ? Úc Đốc không sợ chuyện lớn, còn cổ vũ Tô Đường. Anh trai, sắc mặt Cedric tối sầm lại. Đến nước này rồi, cho dù Cedric có muốn bỏ đi, coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, rõ ràng là không thể. Nhưng hậu quả của việc thua cuộc, hắn thật sự không thể chấp nhận được, đã lâu rồi hắn không đau đầu như vậy. Tô Đường cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Cassia, được, tôi nhận lời thách đấu. Nhưng đã là đấu, cô có thể đưa ra yêu cầu, thì tôi cũng có thể chứ. Tổng không thể cô thắng thì có thể đạt được thứ mình muốn, còn tôi thắng, chỉ giữ được thứ của mình, cô nói xem có phải đạo lý này không. Lời nói của Tô Đường rất hợp lý, Cassia do dự một chút, gật đầu, vậy cô nói đi, cô muốn gì? Tôi muốn, Tô Đường giả vờ suy nghĩ, ngón tay thon dài điểm lên cằm, cười gian xảo, nếu tôi thắng, không chỉ là cô, tôi muốn tất cả bọn họ đều không được phép người đàn ông của tôi, hắn là của tôi. Khí thế ngạo mạn như vậy, Cassia nhất thời có chút thưởng thức Tô Đường, cô ta thích người như vậy. Những giống cái có thể đến đây, có người tuy không bằng Cassia, nhưng cũng là những người tương đối ưu tú trong điện thánh nữ, Tô Đường một kẻ vô danh tiểu tốt, sao dám khinh thường họ như vậy. Có giống cái bất mãn hét lớn, quá kiêu ngạo, không biết giống cái từ đâu chui ra, thật sự là không biết trời cao đất dày. Cassia đại nhân, nhất định phải dạy dỗ cô ta thật tốt. Đúng vậy, tôi chưa từng nghe nói đến tên cô ta, không biết xuất thân từ tộc nhỏ nào mà dám cuồng ngôn như vậy. Xem ra cô ta không biết thánh nữ đỉnh cao của điện thánh nữ chúng ta lợi hại như thế nào. Cũng có thánh nữ xuất thân từ tộc nhỏ lên tiếng bênh vực, vị thánh nữ này vẫn nên cẩn thận lời nói, xuất thân từ tộc nhỏ thì làm sao? Mọi người đều là tịnh hóa giả cấp cao, chưa chắc ai cao quý hơn ai. Đúng vậy, Khổng Tước Vương đại nhân đã có người trong lòng rồi, luôn có một số người tự cho mình là hơn người, cứ tưởng mình ghê gớm lắm. Trong đại sảnh lập tức ồn ào náo nhiệt, nhưng phần lớn vẫn ủng hộ Cassia, cùng nhau lên án Tô Đường. Tô Đường cũng là người từng trải, những lời nói này không khiến cô lộ ra chút nào sợ hãi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Thế nào, cô có thể đại diện cho tất cả mọi người sao? Tôi có thể đại diện cho Cedric đồng ý nhảy điệu nhảy đầu tiên với cô có thể đại diện cho họ đồng ý không tiếp cận người đàn ông của tôi nữa không? Cô nhướng mày đầy hứng thú, mang theo chút khiêu khích. Đương nhiên, Cassia trả lời dứt khoát, với tư cách là cháu gái của nguyên lão đời trước của tộc sư tử, cô ta đương nhiên có tự tin nhận lời cá cược này. Cô ta nhìn quanh mọi người, nếu tôi thua, ai dám trêu chọc Khổng Tước Vương đại nhân, chính là đối đầu với tôi, Cassia. Mọi người trước khi hành động, hãy cân nhắc kỹ xem mình có đủ sức chịu đựng cơn thịnh nộ của tộc sư tử hay không. Tộc trưởng tối cao hiện tại của tộc sư tử là cậu của cô ta, xét về thân phận, ở đây thật sự không có mấy giống cái có thể sánh bằng cô ta. Cho dù có, vì mối quan hệ giữa hai tộc, cũng sẽ không cố ý chọc giận Cassia. Một giọng nói mềm mại vang lên, Ulysses đứng dậy, ôi chao, đã là Cassia lên tiếng rồi, tộc vũ chúng tôi chắc chắn sẽ không xen vào. Cô ta liếc nhìn những người cùng tộc đến đây, mọi người tộc vũ, các cậu thấy đúng không? Là giống cái xuất sắc nhất thế hệ này của tộc vũ, cho dù hai phe có tranh đấu ngầm, mối quan hệ giữa Ulysses và Cassia vẫn rất tốt. Điện thánh nữ cũng có sự phân chia đẳng cấp, có một số người tuyệt đối không thể trêu chọc, thân phận, tư chất không bằng, thì chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Có Ulysses mở đầu, không ít giống cái có thể làm chủ ở đây cũng lần lượt đứng ra. Đối với cuộc đấu có phần thưởng hấp dẫn như vậy, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần xem kịch hay. Đương nhiên rồi, tộc hồ chúng tôi nhất định phải nể mặt Cassia thánh nữ. Tộc nhân ngư chúng tôi không tham gia, giống cái của tộc nhân ngư vừa mở miệng, chính là giọng nói êm tai, mê hoặc lòng người. Tộc gấu chúng tôi liên tiếp có giống cái đứng ra bày tỏ thái độ. Đến nước này, cuộc đấu đã là chuyện chắc chắn,
Cedric cố nén lửa giận, Tô Đường chưa bàn bạc với hắn đã đánh cược với người phụ nữ kia. Hắn không tin là cô không có chút ý định trả thù nào. Mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự liệu của Cedric, cảm giác mất kiểm soát này rất khó chịu. Xem ra hắn phải bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì để khắc phục hậu quả. Úc Đốc nhìn ra sự bất an của Cedric, an ủi, căng thẳng như vậy làm gì? Lo lắng cho cô bé nhỏ của anh đến vậy sao? Dù sao thì dù thắng hay thua anh cũng không thiệt. Lời này đâu phải là an ủi, rõ ràng là đang hả hê. Ai mà không biết Cedric và tộc trưởng hiện tại của tộc sư tử bất hòa, kết quả cháu gái của người ta lại cứ nhất quyết bám lấy Cedric, nói gì cũng không nghe, nhất định phải có được Cedric. Không ít người sau lưng còn nói đùa, nếu một ngày nào đó hai người này trở thành thông gia, thì sẽ rất thú vị. Anh trai, Cedric nghiến răng nghiến lợi. Ôi chao, tức giận rồi à, yên tâm, nếu lão già đó nhân cơ hội muốn anh chịu trách nhiệm với cháu gái bảo bối của ông ta, anh trai tôi nhất định sẽ đứng ra ủng hộ anh. Lời này nói ra rất nghĩa khí, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang ủng hộ anh em. Đã là đấu, vậy thì công bằng một chút, chúng ta đều chọn một môn học trong số những môn được dạy ở Điện Thánh Nữ, hai trận đấu, để mọi người đánh giá xem ai ưu tú hơn. Cassia là người xuất sắc ở tất cả các môn học, ưỡn ngực nói, đã là tiệc, vậy tôi chọn vũ đạo, đến lượt cô rồi. Tô Đường chưa từng đến Điện Thánh Nữ, làm sao biết được có những môn học nào, nhưng cô thật sự không ngờ lại có người đang buồn ngủ gặp chiếu manh. Đây là tự mình đâm đầu vào họng súng của cô sao? Vậy thì không cần phiền phức như vậy, tôi cũng chọn môn này, chúng ta một trận quyết định thắng thua. Tô Đường ra vẻ tự tin như vậy, người không biết còn tưởng cô là người đứng đầu môn học này. Chậc, loại người gì vậy? Cassia đại nhân, hãy cho cô ta thấy thế nào mới là vũ đạo đẹp nhất. Đúng vậy, tôi còn chưa từng nghe nói đến giống cái này, sao cô ta lại có thể tự tin như vậy? Không chỉ các giống cái hào hứng, mà ngay cả các giống được nắm quyền cũng phấn khích. Ulysses trở lại bên cạnh Misen, thân mật dựa vào người hắn. Misen ôm eo cô ta, hứng thú nhìn hai giống cái đang đối đầu ở phía xa. Hắn trầm giọng hỏi, em nghĩ ai sẽ thắng? Ulysses đáp lại như một điều hiển nhiên, tất nhiên là Cassia rồi, vũ đạo của cô ta còn được vị kia khen ngợi. Hơn nữa, vừa rồi em đã hỏi bạn bè ở Thành Bình Minh và Thánh Thành, đều nói chưa từng nghe nói đến giống cái kia. Cô ta ngáp một cái, lười biếng dựa hẳn vào người đàn ông, kết quả như vậy chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, còn gì để đoán nữa. Thật sao, Misen không cho là vậy, tôi lại cảm thấy Cassia sẽ thua. Đại nhân cứ thích trêu chọc em, Ulysses làm nũng, lay lay cổ tay người đàn ông. Không được sao, vậy nếu em thua, tối nay hãy giúp ta. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô ta, nói với ý tứ sâu xa. Giống cái vốn cao ngạo, rất ít khi lấy lòng giống được như vậy, Ulysses được yêu thích như vậy. Cũng là vì cô ta biết nhiều trò, khiến các giống đực sau khi được thỏa mãn đều không thể dứt ra được. Đại nhân ngã vậy nếu ngài thua cũng vậy sao? Tất nhiên là không thành vấn đề. Misen khẳng định, cho dù Ulysses có biết nhiều trò đến đâu, muốn cô ta cúi đầu như vậy cũng rất khó. Đám đông tản ra, nhường lại một khoảng trống. Cassia cũng không khiêm nhường, bước đến vị trí trung tâm, ánh đèn chiếu lên mái tóc đỏ rực của cô ta như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Người đẹp, cho dù vũ đạo không quá đẹp mắt, cũng có thể nhảy ra điểm số vượt qua bản thân. Vũ đạo của thế giới thú nhân ban đầu bắt nguồn từ tế lễ, do đó mang theo chút màu sắc thần bí của nghi lễ. Lúc nãy ở trên lầu, Tô Đường đã xem kha khá rồi, bây giờ Cassia độc vũ, cô cũng không có tâm trạng xem. Lui về chỗ bóng dâm, Tô Đường lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm xuống đất như người mất hồn. Bộ dạng này của cô, trong mắt không ít người, chính là biểu hiện của sự lo lắng, nhút nhát. Còn suy nghĩ thật sự của Tô Đường lúc này là, nên nhảy loại vũ đạo nào, bộ quần áo này thật sự có chút ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô. Váy dài thì dài thật, nhưng chỉ có một lớp, nếu cô làm động tác quá mạnh, có khi nào sẽ bị lộ hàng không? Thánh nữ tộc Hồ soạt một tiếng mở chiếc quạt trong tay ra, che nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng phe phẩy, nghiêng đầu về phía giống cái tóc xanh băng giá bên cạnh. Cô xem, giống cái kia bị dọa choáng rồi, chậc chậc chậc, cần gì chứ? Cho dù vũ đạo của cô ta không tệ, nhưng chắc chắn không thích ứng được với trường hợp này đâu. Giống được nhiều như vậy, cần gì phải tranh giành với Cassia chứ? Lời nói của cô ta còn mang theo chút tiếc nuối. Mỹ nhân tóc xanh băng giá khẽ cụp mắt xuống, hàng mi được điểm xuyết bằng kim tuyến run rẩy, giọng nói nhàn nhạt, nhưng Cedric chỉ có một, phải không? Màu sắc của ánh sáng, quá chói mắt, ngàn năm nay, chỉ có một mình hắn là giống được gần gũi nhất với ánh sáng, ai mà chưa từng thầm ao ước chứ? Không ít tộc đều có huyết thống liên quan đến màu vàng, nhưng màu sắc đó quá nhạt nhòa, màu vàng thuần khiết, rực rỡ như Cedric, ngàn năm nay chỉ có một mình hắn.
Rất nhiều người đều nói, Cedric là đứa con cưng của ánh sáng. Đối với huyết thống khao khát ánh sáng, đó là một loại chấp niệm gần như điên cuồng. Nếu có thể sinh con với giống đực như vậy, chắc chắn cũng sẽ được ánh sáng chiếu cố. Nếu không phải từ khi nổi tiếng, Cedric luôn giữ thái độ cứng rắn, kiên quyết từ chối sự theo đuổi của các giống cái. Cũng rất ít khi tham gia loại tiệc tùng mang ý nghĩa giao lưu, tìm kiếm bạn đời này, thì độ hot của hắn còn cao hơn nữa. Cho dù luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách với giống cái, nhưng Cedric chưa bao giờ rơi khỏi top 3 trong bảng xếp hạng những giống đực mà giống cái muốn kết đôi nhất. Bảng xếp hạng nhan sắc giống đực càng là năm nào cũng đứng đầu. Từ khi trở thành nguyên lão, vị trí số 1 đó chưa từng có ai lay chuyển được dù chỉ một chút. Đây chính là chấp niệm của huyết thống quang minh đối với màu vàng. Phần lớn giống cái đều nhắm vào ngoại hình và huyết thống của hắn, chỉ muốn hái bông hoa trên núi cao này để nếm thử hương vị. Khi có nhiều lựa chọn hơn, những giống cái ưu tú sẽ không dồn hết tâm tư vào Cedric, chỉ có Cassia là cố chấp như vậy. Ulysses và Micen đứng ở vị trí phía trước, cho dù vũ đạo của Cassia có đẹp đến đâu, cô ta cũng đã xem chán rồi, nheo mắt lại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người đàn ông. Người đàn ông dễ dàng đỡ lấy mông cô ta, một tay ôm cô ta lên, tay kia vẫn cầm ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỹ nhân tóc đỏ đang khiêu vũ ở trung tâm. Khóe mắt, lông mày nhếch lên, tràn đầy vẻ thưởng thức. Cassia lại tiến bộ rồi, Micen khen ngợi. Ulysses mở mắt, chu môi hôn lên mặt hắn một cái, giọng điệu ghen tuông, em cũng không kém cô ta bao nhiêu đâu, nếu ngài thích em cũng có thể nhảy mà. Về khoản vũ đạo, Ulysses rất tự biết mình so với Cassia, hai người kém nhau một bậc, nhưng nhảy trên giường, cô ta hoàn toàn tự tin có thể hơn Cassia, người phụ nữ cứng nhắc này. Micen không hề nể nang mà vạch trần cô ta. Ồ, vũ đạo của em ta cũng đã xem không ít lần rồi, sao ta lại cảm thấy vẫn còn kém xa? Quá đáng, em giận rồi. Ulysses nắm tay đấm vào người đàn ông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ giận dỗi. Rõ ràng lúc cô ta nhảy trên giường, người đàn ông này không ngừng nghỉ, trong lòng thích đến chết đi được, vậy mà ngoài miệng lại vạch trần khuyết điểm của cô ta. Micen bật cười, hai ngón tay kẹp lấy nắm tay của cô ta, dễ dàng khống chế cô ta, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái. Hắn trêu chọc, giận rồi sao? Vậy tối nay về nhà nhảy thêm một bài nữa cho ta xem, để ta xem em có tiến bộ hơn không. Ulysses hừ lạnh hai tiếng, không để ý đến người đàn ông nữa, dồn ánh mắt vào Cassia, liếc nhìn Tô Đường đang thất thần ở phía xa, khóe môi nhếch lên. Theo cô ta thấy, Tô Đường đã thua chắc rồi. Úc Đốc khoác vai Cedric, đưa cho hắn một ly rượu, hất hàm về phía Tô Đường đang đứng cách đó không xa. Người yêu bé nhỏ của anh hình như không tự tin lắm. Sắp ra trận rồi, anh không đi cổ vũ một chút sao? Lúc này Cedric vẫn còn đang tức giận với Tô Đường, tự ý lập ra giao kèo như vậy mà không hỏi ý kiến hắn. Trong tình huống này hắn cũng không thể bóc mẽ cô. Cô rốt cuộc có nghĩ đến hậu quả nếu thua cuộc hay không? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Cedric đã mắng Tô Đường không biết bao nhiêu lần trong lòng. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Úc Đốc, không đi. Chậc, không đi thì thôi, anh nhìn tôi cũng vô dụng. Lời vừa dứt, một bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong đại sảnh, những tiếng hoan hô, tán thưởng, chắc chắn là lời khen ngợi tốt đẹp nhất dành cho Cassia. Tô Đường đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn vào cô, nhìn người đẹp đang bước về phía mình, cô nhất thời đứng ngây ra đó. Cassia khiêu khích nhìn cô, đầy tự tin, đến lượt cô rồi đấy, đừng có thua quá thảm hại nhé. Cô ta đã được vị kia đích thân truyền dạy, làm sao có thể thua kém giống cái chưa từng nghe nói đến này được. Giáo viên của Thành Quang Minh, ưu tú hơn Thành Bình Minh và Thánh Thành không biết bao nhiêu lần. Tô Đường không bị cô ta quấy rầy, nói lời cay độc gì đó, phải nói sau khi chiến thắng mới là tát vào mặt người khác, phải không? Cô đá giày ra, giày vải tuy nhẹ nhàng, nhưng lót giày vẫn hơi cứng, có chút ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cô. Đối với chuyên môn của mình, Tô Đường luôn giữ thái độ nghiêm túc. Tô Đường thuận tay bẻ một bông hoa đỏ rực, cài lên bên tai, khí chất quanh thân lập tức thay đổi. Dáng người uyển chuyển bước về phía trung tâm, một tay khẽ vén làn váy, mỗi bước đi đều toát lên vẻ quyến rũ đến cực điểm. Ánh mắt mọi người không khỏi dõi theo cô, điệu nhảy độc đáo như vậy, bọn họ chưa từng được thấy bao giờ. Lấy hoa làm đạo cụ, cầm trên tay, uyển chuyển xoay người, nhẹ nhàng mềm mại. Mái tóc dài theo đó mà chuyển động, điệu nhạc cũng thay đổi tốc độ, từ nhẹ nhàng chuyển sang sôi động, đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch, mỗi một biểu cảm đều đang kể về điệu nhảy của cô. Điệu nhảy chưa từng thấy, màn trình diễn tuyệt đẹp, xoay người, lắc eo, giơ tay, tất cả đều thể hiện sự uyển chuyển của cô. Không ít người nín thở, ngay cả những người ban đầu không hề ôm hy vọng gì vào cô, cũng không nỡ rời mắt khỏi người cô. Giữa những bước nhảy, cô cắn lấy cuống hoa,
màu sắc giản dị vì điểm xuyết thêm một chút đỏ rực này, càng giống như nét chấm phá thần kỳ. Cô lắc lư thân hình, đi đến bên cạnh hai nữ nhân, ném cho họ một ánh mắt đưa tình, nhả bông hoa trong miệng ra, đặt bông hoa lên tay người đó, đồng thời cướp lấy chiếc quạt xếp trong tay người kia. Cô có chút phấn khích, nhìn thấy quạt xếp bỗng nhiên nổi hứng, muốn biểu diễn một đoạn múa quạt, nữ thánh tộc hồ ly bị cướp mất quạt còn đang ngơ ngác. Cô ta vậy mà bị một nữ nhân khác ném cho ánh mắt đưa tình, bỗng nhiên có cảm giác bị quyến rũ là sao? Ngơ ngác nhìn sang người bạn bên cạnh, người bạn cũng bị kinh ngạc, cô ta. Nhìn bông hoa trong tay, ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Chiếc quạt xếp đến tay Tô Đường, càng trở thành vũ khí lợi hại của cô, chỉ là vũ khí lợi hại này không phải để lấy mạng người, mà là để lấy lòng người. Một khúc nhạc kết thúc, trong sân nhất thời im lặng không một tiếng động, sau một lúc lâu, tất cả mọi người mới hoàn hồn từ điệu nhảy tuyệt đẹp độc đáo này, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Người chiến thắng trong trận quyết đấu này, không cần phải nói cũng biết. Nhảy quá hăng say, Tô Đường tóc mai rác còn lấm tấm mồ hôi, cô xách làn váy lên, khẽ cúi chào, sau đó đi đến trước mặt nữ nhân vừa rồi, thở hổn hển, trả lại chiếc quạt xếp cho chủ nhân của nó. NIV không nhận lấy, hào phóng khen ngợi, cô nhảy rất đẹp, chiếc quạt này tặng cho cô đi. Mỹ nhân bên cạnh cô ta cũng gật đầu, rất lợi hại, cô là người đầu tiên chiến thắng Cassia. Tô Đường nói lời cảm ơn, cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lấy món quà này. Trở lại bên cạnh Cedric, cô hắng giọng, giơ tay ra, đi thôi, bạn nhảy. Cedric ánh mắt u ám nhìn cô một cái, cũng giơ tay nắm lấy tay cô, hạ giọng nói bên tai cô, em đã biết trước mình sẽ thắng. Tô Đường chớp chớp đôi mắt đẹp, trên má vẫn còn ửng hồng sau khi vận động, không biết, em làm sao biết cô ta sẽ thi cái gì. Vậy thì, Cedric nhất thời nghẹn lời, đôi môi mỏng mím chặt. Cassia vẻ mặt chán nản, đi đến bên cạnh hai người, rất buồn bã nói, cô thắng rồi. Cô ta lại nhìn về phía Cedric, nở một nụ cười chua xót, tạm biệt. Là nói với Cedric, cũng là nói với bản thân đã kiên trì bấy lâu nay. Thua thì phải nhận, Cassia từ tận đáy lòng cảm thấy về mặt vũ đạo, Tô Đường xuất sắc hơn cô ta, thậm chí còn xuất sắc hơn cả sư phụ của cô ta. Nếu sư phụ ở đây, có thể chiến thắng cô ấy không? Tiệc rượu còn chưa kết thúc, những chuyện xảy ra ở đây đã lan truyền ra ngoài. Tâm trạng Cedric từ âm u chuyển sang tươi sáng, ôm eo Tô Đường, cử chỉ thân mật, đúng mực không chạm vào da thịt cô. Kết quả như vậy, dĩ nhiên là điều hắn ta muốn thấy nhất. Cũng không tệ, có chút bản lĩnh. Trước đó tên này biểu cảm gì, cô đều nhìn thấy hết, Tô Đường nũng nịu nói. Đa tạ khổng tước vương đại nhân khen ngợi, tiểu nữ tử bất thắng vinh hạnh. Kiểu cách điệu đà như vậy, Cedric cũng không hề khó chịu, cong môi cười khẽ. Coi như ta nợ em một ân tình. Vậy thì em phải tận dụng thật tốt rồi, Tô Đường cười duyên, đưa mặt đến gần. Cedric nhất thời bị làm cho lóa mắt, cơ thể khẽ khựng lại một chút. Ở phía xa, Fenda dựa vào trước, nhìn hai người đang cười nói thân mật, trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Nhưng không biết vì sao, hắn ta luôn cảm thấy cảnh tượng ngọt ngào này, đặc biệt chói mắt. Đúng là một kẻ lừa đảo, hắn ta nheo mắt, màu vàng ở viền đồng tử dường như sáng hơn. Ngửa đầu uống cạn ly rượu, hắn ta nhìn quanh một lượt, không ít người quen biết đều đang nhìn chằm chằm vào hai người. Vì nể mặt Cedric, ánh mắt dò xét này rất dè dặt. Đều là giống đực, loại suy nghĩ bẩn thỉu đó, Fenda không thể rõ hơn, cái eo nhỏ của Tô Đường lắc lư như vậy, ai mà chịu nổi. Cũng không trách bọn họ nghĩ nhiều, điệu nhảy độc đáo như vậy, cộng thêm màn trình diễn của Tô Đường, một mỹ nhân tuyệt sắc, ai mà không muốn đưa cô vào trong lều của mình. Chỉ cần để ở đó, hứng thú lên thì biểu diễn một đoạn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ mê hồn. Chỉ cần chưa chính thức kết đôi, cướp giữa chừng cũng không phải là không thể. Người có mặt ở đây không thiếu kẻ có thân phận cao quý. Có thể đối đầu với Cedric cũng không phải là ít. Bữa tiệc tối này cứ thế kết thúc trong tâm trạng mỗi người một vẻ. Tô Đường dĩ nhiên là đi theo Cedric về trang viên. Chỉ là hắn ta không ngờ rằng Fenda vậy mà cũng đi cùng. Tâm trạng Cedric rõ ràng là rất tốt, vậy mà còn có tâm trạng giải thích với cô. Ta ở trong thành, muộn thế này rồi về cũng phiền phức, nên ta để hắn ta cùng về phủ. Hơn nữa, trong phủ của ta cũng có phòng riêng của hắn ta. Tô Đường liếc nhìn Fenda một cái, luôn cảm thấy sắc mặt hắn ta càng lúc càng đen hơn. Cô lập tức lắc đầu, tối nay thật sự có chút mệt mỏi, Fenda đã đủ đen rồi, làm sao có thể đen hơn nữa. Trở về phủ của Cedric, Tô Đường sáng mắt lên, chỗ ở của Nguyên lão quả nhiên không giống người thường. Đây nào phải là phủ đệ, rõ ràng là một trang viên, trời đã hơi tối, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự xa hoa của trang viên này. Vào cửa, Cedric mới nhớ ra nơi này không có nữ hầu,
hắn ta bài xích sự đụng chạm của giống cái, chắc chắn sẽ không để giống cái đến hầu hạ, trong phủ đều là giống đực. Căn phòng ngoài cùng bên trái tầng 2 là chuẩn bị cho em, phòng tắm công cộng ở góc rẽ, trong phủ của ta không có nữ hầu, em tạm chấp nhận một chút, ngày mai ta sẽ sắp xếp người đến. Tô Đường vội vàng từ chối, không cần đâu. Cedric không để ý đến lời từ chối của cô, đi thẳng lên lầu, không được, đây là tiêu chuẩn của thánh nữ. Ta, Khổng Tước Vương, còn chưa đến mức bạc đãi người của mình, em ra ngoài như vậy, cũng làm mất mặt ta. Không cần phiền phức như vậy, trong phủ của ta có hai chị em, vừa hay phù hợp. Ta để bọn họ đến hầu hạ thánh nữ là được rồi. Tô Đường thật sự hài lòng với hai chị em Rilla, lại đổi người khác cũng phiền phức, cô phụ họa, đúng vậy, không cần ra ngoài tìm nữa. Cedric đã đi xa, giọng nói vang vọng trong đại sảnh trống trải, nếu em thích, tùy em. Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, nhìn Fenda với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn đã nhường lại, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Fenda không trả lời cô, bước lên lầu. Người nào cũng vậy, Tô Đường thở dài một hơi, kìm nén cơn giận của mình. Cô có làm gì đâu, còn giận dỗi với cô. Xách làn váy lên, Tô Đường cũng lên lầu, đi đến căn phòng bên trái, đẩy cửa ra. Ánh trăng chiếu vào trong phòng, dù không có đèn, cũng đủ để nhìn rõ cách bài trí bên trong, phong cách châu Âu điển hình, trên mặt đất trải đầy đệm, màn giường cũng màu trắng tinh. Mở tủ quần áo ra, bên trong toàn là quần áo nữ, hiển nhiên đều là chuẩn bị cho cô. Cedric làm việc, cũng chu đáo đấy chứ. Tìm ra bộ đồ ngủ, Tô Đường cầm quần áo đến phòng tắm công cộng. Trong phòng tắm, được trang trí bằng dạ minh châu, lớn hơn phòng tắm nhà Fenda gấp mấy lần. Điều này cũng bình thường, dù sao một bên là biệt thự, một bên là trang viên sang trọng. Sương mù lượn lờ, cô đưa tay vào nước, không nóng cũng không lạnh, vừa phải, cởi bỏ quần áo, Tô Đường bước vào trong bồn tắm. Ngay lúc cô đang ngân nga hát, thoa xà phòng, thì bỗng nhiên có một cái đầu thò ra khỏi mặt nước cách đó không xa. Ở xa, cộng thêm sương mù che khuất, Tô Đường hoàn toàn không chú ý tới việc trong bồn tắm có thêm một người. Tô Đường sững sờ, theo bản năng chìm người xuống một chút, cả người đều hóa đá, may mà có mặt nước che chắn, không bị nhìn thấy hết. Fenda thản nhiên liếc nhìn cô một cái, trên khuôn mặt đen nhánh không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Hắn ta đứng dậy, những giọt nước theo cơ thể cường tráng hung hãn của hắn ta trượt xuống, hắn ta cũng không hề để ý. Mặt nước chỉ cao hơn bắp chân hắn ta một đoạn, cả người trần truồng hiện ra trước mắt Tô Đường. Giơ tay vuốt tóc ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng, cơ bắp săn chắc, mái tóc ướt át đầy quyến rũ. Tô Đường đang ngây người cứ thế nhìn thấy hết người ta, bước ra khỏi bồn tắm, hắn ta bình tĩnh đi về phía giá treo quần áo. Tùy tiện khoác áo choàng tắm lên, như thể Tô Đường là người vô hình, cũng bình tĩnh đi ra ngoài. Còn thuận tay đóng cửa phòng tắm lại. Mãi cho đến khi người đó hoàn toàn biến mất, Tô Đường mới hoàn hồn, lấy tay che mặt, nhưng các ngón tay lại dang rộng, hoàn toàn không che được mắt cô, mông cũng còng đấy chứ. Nói xong câu này một cách chậm chạp, Tô Đường tự tát mình một cái. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Đây là lúc nghĩ đến chuyện này sao? Nhưng mà thật sự rất to, ngực to, mông cũng to, đây là thuộc tính gì vậy? Tô Đường âm thầm niệm chú đại bi trong lòng, vùi mình vào trong bồn tắm. Thật sự sắp phát điên rồi. Fenda bước ra khỏi phòng tắm cũng không khá hơn là bao, sương mù che khuất, hắn ta cũng không nhìn thấy nhiều lắm, nhưng hắn ta vẫn không lập tức đi ra ngoài. Rượu lên men, nhất thời đầu óc nóng lên, nảy ra ý định muốn xem biểu cảm hoảng sợ của Tô Đường khi nhìn thấy hắn ta. Kết quả, dĩ nhiên là tương đối hài lòng. Mà hắn ta ửng đỏ không rõ ràng, một tay chống tường, một tay vuốt ve khuôn mặt nóng bừng, yết hầu chuyển động, thật sự sắp phát điên rồi. Hu hu hu, ta không ngờ còn nhiều người như vậy, vậy thì lại kiên trì thêm chút nữa, hy vọng có chuyển biến tốt. Tô Đường bình ổn lại tâm tự đang sao động, bước ra khỏi bồn tắm, mặc váy ngủ, trở về phòng. Dưới ánh trăng, Tô Đường rót cho mình một cốc nước, bưng cốc sứ đi ra ban công. Ở vị trí cao, có thể nhìn rõ bố cục của khu vườn, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, những bông hoa đủ màu sắc đung đưa dưới ánh trăng, vô cùng đẹp mắt. Hắn ta sẽ không đến đâu, một giọng nam đột ngột vang lên. Giọng nói quen thuộc khiến cô không lập tức cảnh giác, thong thả xoay người nhìn người tới. Thấy cô không trả lời, người đàn ông bước ra khỏi phòng ngủ. Còn chưa ngủ, đang đợi hắn ta sao? Hắn ta sẽ không đến đâu. Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Sao không gọi chủ nhân nữa rồi? Đây không phải là điều một thuộc hạ trung thành nên làm. Tô Đường nhấp một ngụm trà, cười khẩy. Câu nói này dường như chạm vào Fenda, đôi môi màu tối mím thành một đường thẳng. Việc hắn ta đang làm hiện giờ, ở một mức độ nào đó, cũng là biểu hiện của sự bất trung. Hai người tối nay đã nhảy điệu nhảy đầu tiên, Fenda biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì,
vừa tắm xong. Hắn ta cố ý đến cửa phòng Cedric nghe ngóng một lúc, biết Cedric không có ý định đó mới đến đây canh chừng Tô Đường. Lúc này, nội tâm hắn ta vô cùng mâu thuẫn. Một mặt nếu Tô Đường thật sự là người phụ nữ của Cedric, hắn ta là thuộc hạ chắc chắn không thể mơ tưởng. Mặt khác, hắn ta lại không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng dành cho Tô Đường. Sự mâu thuẫn này khiến hắn ta vừa bồn chồn, vừa có một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Fenda không trả lời câu hỏi của cô trực tiếp, ngược lại đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói, cô đã lừa tôi. Bị gọi là kẻ lừa đảo, Tô Đường chớp mắt, có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đang nói gì vậy? Khi nào thì tôi lừa anh? Fenda vẻ mặt chắc chắn, cô nói giữa hai người chỉ là giao dịch, cô ở bên hắn ta thật sự chỉ là giao dịch. Tôi đi theo hắn ta lâu như vậy, ánh mắt hắn ta nhìn cô, không giống với những người khác. Những người khác, ám chỉ những giống cái bám lấy Cedric. Tô Đường dùng sức, muốn rút tay ra, nhưng vùng vẫy vài cái, cũng không thoát được. Giọng cô mang theo sự tức giận, buông tay. Người đàn ông do dự một chút, rồi cũng buông tay ra. Bước qua hắn ta, đi về phía ghế sofa, cốc sứ bị đặt mạnh xuống bàn. Tiếng động cố ý phát ra khiến Fenda nhận ra Tô Đường có lẽ đang tức giận. Lông mày hắn ta hơi nhíu lại, cảm giác chua xót vô cớ dâng lên. Sao có thể như vậy chứ? Fenda tủi thân ngồi xuống đối diện Tô Đường, nghiêng đầu lộ ra đường quay hàm rõ ràng, cụp mắt xuống. Có một số việc nên giải quyết dứt khoát. Tô Đường lạnh lùng nói, tôi không biết điều gì đã khiến anh hiểu nhầm, tôi cũng chưa từng lừa anh, còn anh có tin hay không, không liên quan đến tôi. Có lẽ một số hành động trước đây của tôi thật sự đã xúc phạm, tôi xin lỗi anh. Anh cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói ban đầu, giữa chúng ta, không thể nào. Nói ra những lời này, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy mình thật tồi tệ. Ban đầu là vì chưa từng gặp qua Mỹ Nam kiểu này, cảm thấy thú vị nên mới hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn ta. Không ngờ người đàn ông thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, chỉ trêu chọc vài cái đã làm ra vẻ như bị cướp mất trong trắng. Đôi mắt đang cụp xuống bỗng nhiên mở to, hắn ta quay đầu nhìn Tô Đường. Sao cô có thể nói ra những lời này? Lúc câu dẫn hắn ta thì nhiệt tình như lửa, bây giờ đã leo lên được Cedric nên mới bày ra bộ dạng này, muốn đá hắn ta đi sao? Hắn ta liền tự giễu cười. Cũng đúng, người như tôi không nên ôm quá nhiều ảo tưởng viển vông. Ngoài đồng tộc ra, còn có giống cái nào thật lòng chấp nhận hắn ta chứ? Fenda đứng dậy, không nói thêm gì nữa, Tô Đường cúi đầu, tay nắm chặt quai cốc đến mức trắng bệch, không nhìn thấy một tia sáng bạc lóe lên trên má người đàn ông. Sau khi người đó rời đi, Tô Đường bực tức xoa đầu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người ngoài hành tinh cũng thuần khiết như vậy sao? Nhưng tôi cũng không làm gì quá đáng mà, chẳng lẽ nhìn thấy người ta khỏa thân là phải chịu trách nhiệm? Điều đó chắc chắn là không thể. Lâm Tĩnh không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người đàn ông khỏa thân rồi, cũng không thấy người nào đuổi theo bắt cô ấy chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cô cũng đâu cố ý muốn nhìn. Trở về phòng, Fenda đấm mạnh vào tường một cái, bức tường lập tức lõm xuống một mảng lớn, mạng nhện và đá vụn rơi đầy đất. Hốc mắt hắn ta đỏ hoe, mái tóc đen che khuất vẻ yếu đuối của hắn ta lúc này. Những lời Tô Đường nói khiến cho những tưởng tượng của hắn ta trong thời gian qua trở thành trò cười. Đúng vậy, một người bình thường làm sao có thể để ý đến hắn ta? Người đàn ông ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc dài màu vàng óng ướt sũng dính vào lưng, đôi mắt ngũ sắc nhìn về phía phát ra tiếng động. Giơ tay lau đi những giọt nước trên mặt, Cedric nhíu mày. Tên nhóc này, nửa đêm không ngủ làm cái gì vậy? Tổng không thể là do tinh lực quá thịnh, nửa đêm còn luyện tập chứ? Fenda là do hắn ta nhặt về, Cedric biết rõ sự yếu đuối của hắn ta, khi đối mặt với hắn ta luôn thể hiện mặt lạc quan nhất của mình. Thực chất sâu trong nội tâm lại lạnh lùng và yếu đuối, hắn ta khao khát sự gần gũi của người khác, nhưng lại sợ sự gần gũi đó là có mục đích. Thật ra, Fenda lớn lên thành ra như bây giờ, cũng có liên quan đến Cedric. Cedric chỉ chú trọng bồi dưỡng thực lực cho Fenda, không dạy hắn ta chuyện nam nữ, Fenda thân thiết với hắn ta, đây là điều ai cũng biết. Có một số người thấy không thể tiếp cận Cedric, liền chuyển mục tiêu sang Fenda. Thời niên thiếu, Fenda cũng từng ôm ấp những mộng tưởng thuần khiết về tình yêu, chỉ là khi hắn ta toàn tâm toàn ý yêu một thánh nữ. Người đó lại không chút lưu tình chà đạp lòng tự tôn của hắn ta xuống đất, còn trước mặt mọi người chế giễu hắn ta xấu xí mà còn mơ mộng hão huyền. Vị thánh nữ đó tiếp cận Fenda chính là vì muốn leo lên Cedric, kế hoạch không thành, còn bị Cedric đuổi đi. Mất mặt, liền muốn lấy lại từ Fenda. Lúc đó, khi Cedric tìm thấy hắn ta, Fenda đang ngồi xổm trong một con hẻm, dựa vào thùng rác, quần áo bẩn thỉu, trên người còn có vết thương, rõ ràng là đã đánh nhau với người khác. Cedric đến gần, thiếu niên đang khóc nức nở ngẩng đầu lên.
hỏi hắn ta với vẻ mặt vô cùng tủi thân. Đại nhân, ta thật sự xấu xí như rác rưởi, nên ở trong thùng rác sao? Cedric đau lòng, nhưng lại không biết an ủi người khác như thế nào. Gu thẩm mỹ của người ngoài hành tinh, hắn ta không thể thay đổi. Hắn ta chỉ có thể dịu dàng xoa đầu thiếu niên. Dĩ nhiên là không phải, chỉ là bọn họ không biết thưởng thức vẻ đẹp của ngươi thôi. Từ đó về sau, Fenda cũng bắt đầu không bị sắc đẹp cám dỗ. Hắn ta bắt đầu dùng ánh mắt ác ý nhất để phỏng đoán những giống cái tiếp cận mình. Tiếp xúc nhiều, hắn ta cũng hiểu rõ ánh mắt của những người đó. Cho dù tiếp xúc bao nhiêu người, cũng không có một ai nhìn hắn ta với vẻ chân thành. Sự quan tâm giả tạo, sự gần gũi giả dối, khiến hắn ta xây dựng một bức tường cao trong lòng mình. Thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ, nhưng thực chất muốn phá hủy cũng rất dễ dàng. Cedric nào ngờ được, sức hút của Tô Đường lại lớn đến vậy, lặng lẽ câu mất tướng lĩnh dưới trướng hắn ta. Còn khiến người ta ra nông nỗi này. Đồ ăn va chạm, phát ra âm thanh giòn tan. Fenda bình tĩnh ngồi vào vị trí đối diện Tô Đường. Tên nhóc này, tối qua đi săn à, hay là đi trộm người? Cedric nói đùa với hắn ta. Khụ khụ, Tô Đường đột nhiên bị sặc, bưng ly nước trái cây bên cạnh lên uống vài ngụm. Cedric hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ vi diệu giữa hai người, vẫn đang trêu chọc Fenda. Từ lúc người đàn ông bước vào, Tô Đường đã cúi đầu, uống vài ngụm nước trái cây, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt đen đầy tia máu. Quầng thâm mắt nặng nề, đôi mắt đỏ hoe, cả người toát ra vẻ u ám khiến người khác không dám đến gần. Cầm dao nĩa lên, hắn ta bình tĩnh cắt thức ăn trong đĩa, đáp lại Cedric một cách uể oải. Tôi đi trộm ai chứ, tối qua tâm trạng hơi không tốt, ra ngoài đi dạo một vòng. Nuốt nước bọt, Tô Đường lại cúi đầu xuống đầy áy náy. Cedric không hề hay biết, tiếp tục trêu chọc, không nói, ta còn tưởng ngươi lại thất tình nữa chứ. Trái tim Tô Đường giật thót, thầm mắng Cedric một tiếng, thật biết nói chuyện. Fenda ánh mắt không rời, tay đang cắt thịt bít tết khựng lại, dao nĩa bằng sắt trong tay hắn ta bị uốn cong biến dạng. Ngài nghĩ nhiều rồi, chuyện mấy chục năm trước rồi, sao ngài còn lôi ra nói nữa? Cedric nhướng mày, không tiếp tục vạch trần quá khứ đen tối của hắn ta nữa. Tôi no rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện. Tô Đường đứng dậy, chuồn êm, biến mất khỏi phòng ăn trong nháy mắt. Đi ra ngoài rồi, cô mới nhận ra, hành động này của mình có chút che giấu quá mức. Không đúng, sao tôi phải áy náy chứ? Tôi có làm gì đâu, áy náy cái gì chứ? Vỗ vỗ ngực, Tô Đường bình tĩnh xoay người, quay lại phòng ăn, dưới ánh mắt chăm chú của Cedric, cầm lấy cốc nước trên bàn. Nước trái cây này cũng không tệ lắm. Cedric mỉm cười nói, nếu em thích, ta sẽ cho người chuẩn bị thêm cho em. Tô Đường làm động tác ok, mặc kệ hắn ta có hiểu hay không, cầm cốc nước rời đi, đến cửa, lại nhớ ra điều gì đó, xoay người hỏi Cedric. À đúng rồi, lát nữa anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh. Ngoại trừ cái nhìn đối diện lúc nãy, Fenda từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi đĩa thức ăn. Tô Đường ánh mắt không tự nhiên liếc nhìn hắn ta, rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác. Cedric ánh mắt khẽ động, cảm nhận được bầu không khí vi diệu, đứng dậy khỏi ghế. Vừa hay ta cũng ăn xong rồi, em muốn nói gì thì lên lầu nói đi. Có chuyện thì đến thư phòng. Câu này là nói với Fenda. Fenda nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên, đáp một tiếng vâng. Hai người cùng rời khỏi phòng ăn, đợi mọi người đi hết. Fenda nhanh chóng ăn sạch thức ăn trong đĩa, đặt dao nĩa xuống. Bộ đồ ăn trên tay đã bị bẻ cong đến mức không ra hình dạng gì. Nhìn bộ đồ ăn biến dạng, môi hắn ta mím thành một đường thẳng, lại cầm dao nĩa lên ném vào thùng rác bên cạnh. Đứng dậy rời khỏi phòng ăn, ra khỏi biệt viện. Tô Đường cùng Cedric trở về thư phòng. Thư phòng không lớn lắm, trên kệ sách chất đầy những cuốn sách được làm từ da thú. Lướt qua một lượt, Tô Đường ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, thuận tay đặt cốc nước lên bàn trà. Tôi tìm anh, chủ yếu là vì một việc. Việc gì? Cedric ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Đồ của Lâm Tĩnh là anh giao cho Severus sao? Dù không nói rõ, nhưng cũng có thể đoán được, muốn mang đồ của Lâm Tĩnh ra ngoài không phải chuyện dễ dàng. Đúng vậy, là ta làm, Cedric khẳng định trả lời. Anh có động vào nhật ký của cô ấy không? Chính là cuốn sổ màu đen đó. Hắn ta dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, trên mặt nở nụ cười nhạt. Em nghĩ, ta là loại người tùy tiện xem trộm chuyện riêng tư của người khác sao? Tô Đường tiếp tục hỏi dồn, anh không động vào cuốn sổ đó. Cedric khịt mũi, ta không có sở thích đó. Vậy thì không đúng rồi, Tô Đường cúi đầu, lẩm bẩm, không phải anh, thì sẽ là ai? Đồ của cô ấy, có vấn đề gì sao? Tô Đường vẻ mặt nghiêm túc, mất một thứ rất quan trọng, bên trong đó ghi chép những lỗ hổng trong quá trình xây dựng thành quang minh. Nghe vậy, vẻ mặt thờ ơ của Cedric biến mất,
sắc mặt hơi trầm xuống. Em nói là, trong những thứ cô ấy để lại có ghi chép điểm yếu của Thành Quang Minh. Tô Đường gật đầu. Hắn ta cau mày trầm tư, xoa bóp mi tâm. Thứ đó, lúc cô ấy giao cho ta như thế nào, ta liền giao cho Severus như vậy. Lần này phiền phức rồi, phần quan trọng nhất, mấu chốt nhất đã bị người ta xé mất, còn không biết là ai đã lấy đi. Hơn nữa, rất có thể đã bị kẻ địch lấy mất. Tô Đường liền đoán, anh nghĩ sẽ là ai lấy, Pasak hay là những nguyên lão đời trước. Trước đây Cedric chỉ là nằm vùng trong thần điện, đảm nhiệm chức vụ hộ vệ bình thường, cơ hội tiếp xúc với Lâm Tĩnh không nhiều. Lúc đó, có rất nhiều người tiếp xúc với Lâm Tĩnh, có nguyên lão đời trước, cũng có nguyên lão đời này. Còn có một số thống lĩnh nắm giữ chức vụ quan trọng, người đông đúc phức tạp, muốn tìm ra người có khả năng lấy cắp đồ, vô cùng khó khăn. Ta không chắc, nhưng chắc không phải hắn ta. Lúc đó, hắn ta gặp Lâm Tĩnh cơ bản đều là cùng với nguyên lão đệ nhất đời trước, Geno. Hơn nữa mỗi lần rời đi sắc mặt đều không tốt lắm. Nếu bọn họ biết Lâm Tĩnh đã vẽ thứ này, lại lấy thứ này đi, chắc chắn sẽ không có sắc mặt khó xem. Bọn họ phải đắc ý, phải chế giễu, tuyệt đối không nên u ám. Thôi, chuyện đó để sau hãng nói. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra chiếc chìa khóa mà ngài ấy đã nói. Mở ngăn kéo ra, Cedric lấy ra một sấp thiệp mời. Ta đã sàng lọc cho em rồi, chỉ giữ lại những lời mời của các thánh nữ có thân phận cao. Nếu thứ đó thật sự quan trọng, tuyệt đối sẽ không để trong tay những kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu đã như vậy, rất có thể sẽ được cất giữ trong nhà. Địa điểm tổ chức tiệc trà thường là ở nhà của chủ nhân. Em có thể nhân cơ hội cảm ứng xem những phủ đệ này có gì bất thường hay không. Được, Tô Đường đáp ứng. Còn gì cần bổ sung nữa không? Còn có một số nơi được canh phòng nghiêm ngặt, ta sẽ tìm cơ hội đưa em vào. Đi theo con đường chính thức thì không thể nào vào được, vậy thì chỉ có thể tìm cơ hội lẻn vào thôi. Hắn ta đánh giá Tô Đường một lượt, thực lực hiện tại của em là mấy sao? Cedric đã sớm biết Tô Đường không phải người thường, hắn ta cũng đoán được chắc là do người đó ra tay, nên mới không nghi ngờ gì mà hỏi nhiều. Chỉ là những việc cần làm tiếp theo, vẫn cần có một nhận thức rõ ràng mới có thể lập kế hoạch. Cái này, Tô Đường suy nghĩ một lúc, chắc là có thực lực của thú vương yếu nhỉ. Em có quyền năng trọng lực, mặc dù bị suy yếu một chút. Nhưng năng lực của em đều thiên về tấn công mạnh, thể chất bản thân vẫn không thể địch lại thú vương, thậm chí còn yếu hơn cả thú nhân bát tinh, cửu tinh. Cedric gật đầu, đã có nhận thức sơ bộ về thực lực của Tô Đường. Người đó đã bỏ ra không ít công sức cho Tô Đường. Mỗi thần nữ đều sẽ nhận được sức mạnh thanh tẩy đỉnh cao, như người nhận được huyết mạch chi lực, cho đến nay, chỉ có Tô Đường. Trở về bộ lạc một chuyến, Fenda mang theo hai chị em Rilla và Julie đến. Lính canh gác cổng cúi người, đại nhân, nguyên lão đang đợi ngài ở thư phòng. Biết rồi, xoay người dặn dò hai chị em một tiếng, hắn ta đi thẳng lên lầu. Gõ cửa phòng, ngài tìm tôi. Vào đi, giọng nói trầm ấm từ tính vang lên từ trong phòng. Đẩy cửa bước vào, cánh cửa lại đóng lại, Fenda quen thuộc đi đến trước bàn làm việc, ánh mắt liếc thấy đôi giày vứt lung tung bên cạnh, liền cúi xuống đặt ngay ngắn hai chiếc giày. Sau đó mới đứng thẳng dậy. Ngươi thật sự là... Cedric vẫn nuốt lời xuống. Đối với một số việc, Fenda luôn có sự cố chấp khác thường. Cedric cũng không biết hắn ta đã hình thành thói quen này từ khi nào. Fenda nghiêm túc nhìn hắn ta, với tư thế nghiêm nghị, hơi cúi người, thể hiện sự tôn trọng đối với người ngồi trên ghế. Tôi làm sao? Giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng. Người ngoài không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Cedric, người đã nuôi nấng hắn ta lớn lên, không thể nào không nhìn ra. Tức giận à? Ai có thể chọc giận ngươi? Cedric bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, nhìn hắn ta với vẻ mặt xem kịch vui. Không có. Fenda trầm mặt, cứng miệng nói. Cedric gác chân lên bàn, bắt đầu kể lể. Để ta nghĩ xem nào, tối qua gặp phải tên đồng nghiệp nói ngươi xấu xí. Trước đó ngươi không phải đã đánh hắn ta đến mức nghi ngờ cuộc sống rồi sao? Hắn ta còn dám ra mặt khiêu khích ngươi nữa à? Hay là thánh nữ đã từ chối ngươi trước đó? Ngươi không phải đã sớm hết hứng thú với cô ta rồi sao? Tổng không phải là tên thống lĩnh đã cô lập ngươi, lấy trộm quần áo khiến ngươi phải chạy trần truồng chứ? Đều là giống đực, ta thấy ngươi trần truồng trở về cũng không có vẻ gì là đau khổ. Cuối cùng ta không phải đã cho người cách chức hắn ta rồi sao? Ngươi cũng đã trở về rồi. Chuyện xấu hổ của Fenda, Cedric có thể kể ra cả rổ, nếu thật sự muốn kể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Chủ, nhân, Fenda nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng cũng có chút tức giận, Cedric cũng không trêu chọc hắn ta nữa. Thôi được rồi, không nói thì không nói nữa. Hắn ta xua tay, có chút tiếc nuối. Đứa trẻ này lớn rồi, tính tình cũng lớn theo. Ngài cũng đâu có giả, ở đây giả vờ thâm trầm cái gì. Fenda không chút lưu tình phản bác lại. Cedric nhướng mày,
không có phản ứng gì với câu nói này. Được rồi, ta tìm ngươi đến là vì Tô Đường. Gần đây cô ấy sẽ thường xuyên tham gia các bữa tiệc, ngươi đi bảo vệ cô ấy. Bên cạnh thanh nữ thường sẽ có một người bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Dưới trướng Cedric cũng không phải là không có người dùng được, chỉ là chắc chắn dùng không yên tâm bằng Fena. Dù sao cũng là nằm vùng, hắn ta không dám mở rộng thế lực quá lớn. Người dưới trướng có thể dùng được rốt cuộc không bằng Fenda do một tay hắn ta nuôi dưỡng. Cho dù sự việc bại lộ hay gì đó, nể tình nghĩa cũ, ít nhất vẫn còn đường lui. Mặc dù để một thống lĩnh phòng vệ thành phố đi làm người bảo vệ cho Tô Đường, có chút lãng phí nhân tài. Cedric vừa dứt lời, liền nghe thấy Fenda lạnh lùng từ chối. Không đi, gần đây công việc bận rộn, không rảnh. Ta đường đường là thống lĩnh, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi bảo vệ cho giống cái. Ồ, tên nhóc này đang giận dỗi cái gì vậy? Fenda sẽ từ chối là điều Cedric chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn ta điều chỉnh tư thế, không còn vẻ ung dung nhàn nhã như lúc nãy nữa. Ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là thông báo, là mệnh lệnh. Hơn nữa, khi nào ngươi trực ban ta còn không rõ sao. Danh sách trực ban kỳ này không có ngươi, ngươi nói xem, ta ngược lại muốn biết ngươi có chuyện gì bận rộn. Chạm vào nỗi đau của người khác, Fenda chỉ là không muốn tiếp xúc với Tô Đường, nên mới cố ý bịa ra một lý do. Hắn ta không ngờ thái độ của Cedric lại kiên quyết như vậy, nhất quyết muốn hắn ta đi bảo vệ Tô Đường. Nhất thời, muốn hắn ta bịa ra một lý do hợp lý, có chút khó khăn. Bên phía Bắc Thành có một đoạn tường thành cần phải sửa chữa, ta cần phải đến đó giám sát. Nghĩ nửa ngày, hắn ta mới bịa ra được lý do này. Nói dối trước mặt Cedric, hắn ta không quen. Cedric cười khẽ, ta còn chưa đến mức mắt mờ hoa, loại chuyện đó cần ngươi phải đích thân đi sao. Đừng nói với ta là do công việc nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc, nhưng không phải là nghiêm túc ở phương diện này. Cũng đừng nói với ta là ngươi đã thay đổi, ta không tin những thứ này. Ngươi nói với ta những thứ này, còn không bằng nói là ngươi ghét Tô Đường, lý do này còn đáng tin hơn lý do ngươi bịa ra lúc nãy. Không nói thì thôi, câu này có thể nói là trực tiếp dẫm vào điểm yếu của Fenda. Hắn ta theo bản năng run lên, Cedric đã nhanh chóng nắm bắt được sự thay đổi này. Hắn ta thay đổi sắc mặt, trêu chọc nói, không lẽ thật sự có liên quan đến cô ấy? Fenda lạnh mặt, im lặng là vàng. Cedric đưa tay lên má, không nói, vậy thì đúng là vậy rồi, không phải. Còn cứng miệng, tên nhóc này thật sự không biết mình nói dối trông như thế nào sao. Tay phải đừng bấm nữa, chân đừng căng cứng như vậy. Fenda theo bản năng nắm chặt tay, hai chân cũng hơi mở ra một chút. Sau khi phản ứng lại, hắn ta khịt mũi một tiếng, ánh mắt liếc nhìn cây xanh bên cạnh. Ngươi xem ngươi, không có tật giật mình làm gì. Nói đi, cô ấy chọc giận ngươi ở đâu? Chẳng lẽ cô ấy cũng nói ngươi xấu xí? Từ cũng được dùng vô cùng thích hợp, cho thấy Cedric đã sớm quen với chuyện này. Hắn ta cũng không sợ sẽ khiến Fenda bị tổn thương. Không có gì. Không có gì chính là có rồi. Ta bảo cô ấy đến xin lỗi ngươi. Như vậy được chưa? Thật sự không phải. Lần này giọng Fenda cứng rắn hơn một chút. Giọng điệu hắn ta có chút mất kiên nhẫn, cố gắng muốn thoát khỏi điều gì đó. Tôi đi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì? Tôi đi bảo vệ cô ấy. Ngài đừng đoán bừa nữa, chúng tôi thật sự không có gì đâu. Tên nhóc này, Cedric đánh giá Fenda, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn, càng chối cãi càng chứng tỏ giữa hai người thật sự có gì đó. Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép lui trước. Cũng không đợi Cedric đồng ý hay không, hắn ta hành lễ, vội vàng rời khỏi thư phòng. Nhìn theo hướng Fenda rời đi, trong đầu Cedric lóe lên một ý nghĩ, nhưng ngay sau đó đã bị hắn ta gạt bỏ. Không thể nào, hai người họ mới quen nhau bao lâu chứ? Không thể nào, không thể nào. Ra khỏi thư phòng, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Cedric, hắn ta thật sự không thể giấu được bất cứ tâm sự nào. Đang định đi xuống lầu, hắn ta đụng phải Tô Đường đang cười nói với hai chị em. Hai người đồng thời quay mặt đi. Dù Tô Đường đã tự nhủ trong lòng rất nhiều lần, nhất định không được chột dạ, nhưng thực tế lại không như mong muốn. Hai chị em không nhận ra sự khác thường giữa hai người, vui vẻ chào hỏi Fenda. Thủ lĩnh đại nhân, ngài định về bộ lạc sao? Julie vui vẻ hỏi. Rula dường như đã nhận ra điều gì đó, kéo góc áo em gái. Hai vị đại nhân chắc là có chuyện muốn nói nhỉ? Chúng ta cũng cần phải đi thu dọn đồ đạc, đi trước đây. Julie chậm nửa nhịp, bị chị gái kéo tay chạy đi. Khụ khụ, Tô Đường khẽ hắng giọng, đôi khi thật sự không muốn người bên cạnh tinh ý như vậy. Cái đó, đến chỗ tôi uống trà nhé. Dù không thoải mái, cô vẫn lịch sự nói. Fenda liếc nhìn cô một cái. Thánh nữ đại nhân khách sáo rồi, tôi còn có việc phải đi trước. Người đàn ông đi xuống lầu, trong chớp mắt đã ra khỏi đại sảnh. Chỉ để lại Tô Đường đứng ngây người tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu. Hà,
ghi thù vậy sao? Fenda bước ra khỏi kiệu trước, xòe tay trái ra, cử chỉ lịch thiệp đến mức không thể chê vào đâu được. Cúi người xuống xe, Tô Đường nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, do dự một chút, rồi vẫn đặt tay mình lên nó. Lần này tham gia là bữa tiệc riêng tư, Fenda không ăn mặc quá trang trọng, chỉ mặc một bộ áo choàng trắng rộng rãi, bên tai đeo một món đồ trang sức hình chiếc lá đơn giản. Gương mặt góc cạnh, ánh vàng nơi đáy mắt càng thêm phần độc đáo, làn da màu nâu sẫm, luôn khiến người ta liên tưởng đến các vị pharaoh của Ai Cập. Xuống xe xong, Tô Đường thuận thế khoác tay hắn ta, Fenda nhìn thẳng về phía trước, cơ bắp căng cứng, hơi thở dồn dập hơn một chút. Xuất trình thiệp mời, lính canh cho đi. Trang viên này xa hoa không kém gì trang viên của Cedric, hiển nhiên cũng là nơi ở của một nguyên lão. Fenda hạ giọng, giới thiệu với cô về người tổ chức bữa tiệc lần này. Người mời, chắc cô cũng biết, chính là Cassia đã đấu với cô trước đó. Cô ta là cháu gái của người đứng đầu hiện tại của tộc sư tử. Cậu của cô ta từ trước đến nay luôn bất hòa với chủ nhân. Mấy ngày nay, Tô Đường đều đang học các nghi thức giao tiếp của người ngoài hành tinh, tham gia bữa tiệc dù sao cũng không thể thất lễ. Hơn nữa cô còn muốn moi thông tin từ những thánh nữ này thì càng không thể thể hiện sự khác biệt. Vậy thì Cassia này cũng rộng lượng đấy, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, cô ta còn mời tôi. Không phải mời cô, mà là mời chủ nhân. Loại tiệc này, cho dù các nhân vật lớn có đến hay không, đều sẽ lịch sự gửi thiệp mời, đây là phép lịch sự cơ bản. Trừ khi hai bên có mối thù không thể hóa giải, là kẻ thù không đội trời chung, mới cố ý tránh mặt. Fenda rất hiểu biết về những điều này, từ tốn giải thích cho Tô Đường. Vậy anh chắc chắn tôi đường hoàng đến đây như vậy, sẽ không bị nhắm vào sao? Cassia từ trước đến nay nói một là một, hai là hai, tính cách của tộc sư tử cũng không phải là loại người sẽ chơi xấu sau lưng. Cô ta đã thua cô, cũng đã nhận thua, hẳn là sẽ không cố ý nhắm vào cô. Còn những người ủng hộ cô ta thì không biết. Tô Đường gật đầu, coi như đã hiểu ý của hắn ta. Tính cách của Cassia sẽ không công khai nhắm vào cô, không có nghĩa là những kẻ ủng hộ không chịu thua sẽ không nhắm vào cô. Cedric không đến, Tô Đường thay một bộ váy màu đỏ mà cô yêu thích, màu sắc rực rỡ rất hợp với làn da của cô. Rực rỡ mà không hề phô trương, quyến rũ mê người. Đôi chân thon dài trắng nõn ẩn hiện, dáng đi uyển chuyển, tua rua nơi mắt cá chân đung đưa va chạm, vô cùng quyến rũ. Bước vào đại sảnh tiệc rượu, sự kết hợp giữa một màu đỏ và một màu đen ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Fenda cũng là người nổi tiếng ở thành Quang Minh, không cần nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được người đứng bên cạnh hắn ta là ai. Tóc đen mắt đỏ, cô ta chính là giống cái đã đánh bại Cassia đại nhân sao? Chắc là vậy, thật đáng tiếc, Khổng Tước Vương đại nhân vậy mà không đến. Bình thường, loại tiệc này khi nào thì ngài ấy từng đến chứ? Mấy ngày trước ngài ấy tham gia tiệc tế lễ ta đã kinh ngạc lắm rồi. Ta nghe nói, kỹ năng nhảy múa của người này có thể vượt trội hơn người đó. Những người đang thì thầm với nhau đều tỏ vẻ không thể tin được. Không thể nào, sao có thể có người vượt qua được người đó chứ? Ta cũng chỉ nghe người khác nói, ta không có mặt ở tiệc tế lễ. Có thể tham gia tiệc tế lễ, hoặc là giống cái có gia thế hùng hậu, hoặc là thánh nữ xuất sắc của thánh nữ điện, không phải ai cũng có tư cách tham gia. Theo lý mà nói, Tô Đường không thể nào trà trộn vào được, nhưng ai bảo người tổ chức bữa tiệc lần này là tộc Vũ, như vậy Cedric muốn giở trò cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Những bữa tiệc như bọn họ đang tham gia hiện tại, rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Rất dễ dàng có thể nhận thấy, cho dù là trang phục của người tham gia hay là ngoại hình, đều kém hơn rất nhiều so với bữa tiệc mà Tô Đường đã tham gia trước đó. Cassia đang trò chuyện với người khác, nữ hầu bên cạnh đi đến, nhỏ giọng nói gì đó bên tai cô ta. Theo quy củ, sau khi bọn họ vào cần phải chào hỏi chủ nhân, Tô Đường rất nhanh đã tìm thấy Cassia nổi bật giữa đám đông. Buông tay đang khoác lấy Fenda, Tô Đường một tay nhấc váy, một tay đặt trước ngực, tư thế tao nhã cúi chào cô ta. Cassia thánh nữ, thánh an. Ta còn tưởng cô sẽ không đến chứ. Trên mặt Cassia không hề có vẻ khó chịu, gọi nữ hầu đến, cầm một ly rượu đưa cho cô, chúc cô chơi vui vẻ. Tô Đường nhận lấy, lịch sự gật đầu, uống một ngụm rồi đặt ly rượu lên khay bên cạnh. Cảm ơn, tôi sẽ vậy. Fenda cũng khoanh tay hành lễ, lui sang một bên. Cedric chỉ bảo hắn ta bảo vệ sự an toàn của Tô Đường, chỉ cần người ở trong tầm mắt của hắn ta là được, loại nơi chủ yếu là giống cái này, hắn ta không thích lắm. Lát nữa cô có muốn nhảy một điệu với tôi không? Điệu nhảy đôi. Cassia nhiệt tình mời Tô Đường, hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ thua cuộc trước đó. Giống được rất ít khi nhảy, cho dù có nhảy cũng không giỏi, để chiều lòng giống cái mà học các bước nhảy đã là rất khó khăn rồi, còn muốn bọn họ tinh thông, quả thật không thể nào. Vì vậy, điệu nhảy đôi, phần lớn là do giống cái nhảy, hơn nữa còn là những giống cái có quan hệ tốt. Tô Đường biết,
nên càng thêm bất ngờ. Nữ nhân tóc tím bên cạnh cô ta có chút ghen tị. Ồ ồ ồ, thật là có mới nới cũ. Cassia, trước kia cô đều mời ta nhảy mà. Cassia không hề lúng túng, không phải cô nói nhảy với ta đã chán rồi sao? Ta cũng vậy, hơn nữa, chỉ là điệu nhảy đầu tiên thôi, chứ không phải là những điệu sau đều nhảy với cô ấy. Ulysses khoanh tay, kiêu ngạo quay mặt đi. Thế nào, cô có muốn nhảy một điệu với tôi không? Cassia quay đầu lại, tiếp tục mời Tô Đường. Tôi nhảy bước nam, cô nhảy bước nữ. Tô Đường mỉm cười, chủ nhân không so đo chuyện cũ, cô đương nhiên rất vui lòng. Tất nhiên rồi, vô cùng vinh hạnh. Thật ra Cassia làm vậy cũng là để cảnh cáo những kẻ không an phận kia. Có thể sống sót ở thành quang minh này, ai mà chẳng phải là kẻ đơn giản, biết bữa tiệc lần này có thể có người giở trò, nên Cassia trực tiếp công khai mối quan hệ giữa hai người. Nói với mọi người rằng cô ta không hề có bất kỳ hiềm khích nào, nếu có người vẫn ngu ngốc mà giở trò, muốn đổ oan lên đầu cô ta, vậy thì đúng là tự tìm đường chết. Trên tầng 2, hai người đàn ông đang nhìn xuống đám đông bên dưới. Người đàn ông tóc ngắn màu vàng nhạt dựa vào lan can, màu vàng rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì thoạt nhìn dễ nhầm thành màu trắng. Thế nào? Không tệ chứ? Cedric quả nhiên có mắt nhìn người. Người đàn ông bên cạnh hắn ta gật đầu, mái tóc dài màu xanh khói được búi thấp, bộ đồng phục màu trắng toát lên vẻ quyến rũ. Quả thật không tệ, nếu không thì chợ đen cũng sẽ không có người ra giá, muốn cướp người yêu của người khác. Ồ, nghe vậy, người đàn ông tóc ngắn màu vàng nhạt liền hứng thú. Bây giờ giá bao nhiêu rồi? Jin Yan giơ một ngón tay lên, người đàn ông tóc ngắn màu vàng nhạt đoán. 1.000 lire. Không, 10.000 lire. Jun Yi ho khan vài tiếng. Cái gì? Đám người kia bị điên rồi sao? 10.000 lire đủ cho một bộ lạc lớn chi tiêu trong một tháng. Không chỉ vậy, giá còn đang tăng. Jun Yi lắc đầu lia lịa, thật là một đám người điên. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng trống nhịp nhàng, là một bản nhạc vô cùng đặc sắc. Cassia gật đầu, đưa tay phải ra, Tô Đường mỉm cười, đặt tay mình lên đó. Loại hình khiêu vũ giao tiếp này, cô cũng đã lâu không nhảy, cũng không biết khiêu vũ giao tiếp của thế giới thú nhân như thế nào, cô chỉ có thể kiềm chế bản thân, phối hợp với bước nhảy của Cassia. Hôm nay Cassia mặc bộ lễ phục màu trắng hai mảnh, những giống loài có huyết thống tín ngưỡng ánh sáng đều yêu thích màu trắng, vì vậy trang phục thường ngày của bọn họ về cơ bản đều là màu trắng. Lớp vải mỏng manh ôm lấy bộ ngực đầy đặn, váy xẻ tà đến tận gốc đùi. Vô tình liếc mắt, Tô Đường nhìn thấy một sợi dây mảnh lộ ra. Dây truyền hình giọt nước bằng đá sapphire theo từng bước nhảy, rơi vào khe ngực, cơ bắp ở cánh tay hơi nhô lên. Tô Đường có chút nóng mặt, trong lúc không tập trung, đã dẫm phải chân Cassia. Xin lỗi, xin lỗi, cô vội vàng xin lỗi, hai má đỏ bừng. Thật là mất mặt quá, thứ người ta có thì cô cũng có, cần gì phải nhìn đến mức thất thần như vậy chứ. Cassia không hề trách móc, mỉm cười trêu chọc cô. Ta còn tưởng, với kỹ năng nhảy múa của cô, sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ nhặt này chứ. Tôi, bị cô ta nói như vậy, Tô Đường càng thêm xấu hổ. Cassia cao hơn Tô Đường gần một cái đầu, lúc này cúi người xuống, ghé sát vào tai cô. Cô là giống cái đầu tiên, dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta. Cassia có xu hướng tính dục bình thường, nhưng đối mặt với một mỹ nhân như vậy đang e thẹn nhìn mình, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác khác lạ. Cô ta đột nhiên có chút hiểu được cảm giác của những giống đực kia. Nếu cô ta là giống đực, cũng khó có thể không lạc lối dưới ánh mắt như vậy. Hơi thở phả vào tai Tô Đường, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Ta tha thứ cho sự thất lễ của cô, chỉ là... Cassia ngừng lời, bàn tay vốn đặt bên hông Tô Đường, men theo eo lưng cô vuốt ve một cái, đầu ngón tay lướt qua eo cô, đầy ẩn ý khiêu khích, như vậy mới coi như huề nhau. Tô Đường mở to mắt, cô, vừa rồi bị Cassia sàm sỡ sao? Lần trước, cô chỉ thuận tay sờ cơ bụng của Cassia thôi, hơn nữa còn có quần áo che chắn. Lần này, trực tiếp bị người ta sờ lại. Kết thúc bằng một vòng xoay, Tô Đường vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi hoàn hồn, cô vỗ vỗ vào má đang đỏ ửng, lỗ vốn rồi, mình nên sờ lại mới đúng. Nói gì vậy? Fenda bưng một đĩa bánh ngọt đi tới. Lần trước hắn ta thấy Tô Đường đến khu vực đồ ăn, hình như rất thích những món bánh ngọt này. Giống được đa phần không thích loại vị ngọt này, Fenda cũng vậy. Tô Đường lắc đầu lia lịa, ánh mắt không tự nhiên đảo đi đảo lại. Không có gì, chỉ là cảm thấy trong này hơi nóng. Vừa nói, cô vừa đưa tay quạt quạt bên má. Fenda nhìn Tô Đường hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng vừa được liếm qua dưới ánh đèn, tỏa ra ánh sáng quyến rũ. Vừa trong sáng vừa quyến rũ, chỉ khiến người ta muốn hôn lên. Ít hầu hắn ta chuyển động, đưa đĩa bánh ngọt trên tay đến trước mặt Tô Đường. Bữa tối chỉ ăn được vài miếng,
bây giờ chắc là đói rồi nhỉ. Trước khi đến, Tô Đường vì muốn để dành bụng, bữa tối chỉ ăn một chút. Fenda vừa nói vậy, Tô Đường mới nhận ra mình thật sự có chút đói. Chỉ là nhìn những món bánh ngọt được tạo hình đẹp mắt này, cô có chút không nỡ xuống tay. Vị ngọt gắt lần trước thật sự khiến cô phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, Tô Đường vẫn cầm thìa lên múc một miếng. Ừm, mắt cô sáng lên, hết sức giới thiệu với người đàn ông. Bánh ngọt nhà bọn họ cũng không tệ, ngon hơn nhiều so với bánh ngọt ở tiệc tế lễ, thật sao? Thấy Tô Đường như vậy, Fenda nảy ra ý định, đưa tay quẹt một chút sốt ngọt bên trên, vẫn rất ngọt, nhưng so với vị ngọt ngấy trong ấn tượng của hắn ta thì tốt hơn nhiều. Đầu lưỡi màu hồng nhạt thò ra, liếm sạch sốt ngọt trên đầu ngón tay, sợi chỉ bạc đứt ra khỏi đầu ngón tay. Ánh mắt Tô Đường dừng lại trên môi hắn ta, mãi đến khi người đàn ông lên tiếng, cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình quá đường đột. Quả thật, ngon hơn không ít. Ừm, cô còn muốn ăn nữa không? Bất kể hắn ta từ chối hay đồng ý, Tô Đường đều nhét đĩa bánh ngọt vào tay hắn ta. Fenda ngẩn người một lúc, sau đó cầm thìa lên, múc một miếng nhỏ ở chỗ Tô Đường vừa múc. Trên thìa, dường như vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của mỹ nhân. Fenda chậm nửa nhịp, thầm mắng bản thân trong lòng không có tiền đồ, đi đến bên thùng rác, định ném cả bánh ngọt lẫn đĩa vào trong, tay giơ lên giữa không trung, rồi lại dừng lại, thu tay về. Lẳng lặng đi ra ban công, cứ như vậy từng chút một, ăn hết sạch đĩa bánh ngọt mà hắn ta không thích, cuối cùng còn nhìn chiếc thìa trên tay với vẻ mặt luyến tiếc. Nghĩ một lúc, hắn ta vẫn đặt chiếc thìa cùng với đĩa vào khu vực tái chế. Trở lại phòng tiệc, mới rời đi một lúc, đã có mấy giống được vây quanh Tô Đường, hình như đang mời cô nhảy cùng. Đều là những người Fenda không quen biết, cho dù có chức vụ, chắc cũng không cao. Mấy tên này cứ ẻo lả, còn ra dáng giống được nữa không? Fenda càng nhìn càng tức giận, cười tươi như vậy, cố tình câu dẫn người khác sao? Cho dù hiện tại Tô Đường vẫn chưa có danh phận chính thức, nhưng chỉ cần là giống cái của Cedric thôi cũng đã đủ thu hút rồi, ai mà không muốn nếm thử giống cái khiến Cedric cũng khó lòng cưỡng lại chứ. Hơn nữa, Tô Đường còn là cực phẩm trong số các cực phẩm. Vì thân phận của Cedric, bọn họ muốn có danh phận quang minh chính đại bên cạnh Tô Đường là không thể, nhưng chỉ cần được nếm thử tư vị của cô cũng đủ để khoe khoang rồi. Sắc mặt âm trầm, hắn ta sải bước đi về phía Tô Đường. Chưa đi được mấy bước, một cánh tay thon thả đã chắn đường hắn ta, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt hắn ta càng thêm u ám, là cô. Người phụ nữ cười tươi như hoa, bàn tay sơn móng màu đỏ vô cùng rực rỡ, chiếc vòng cổ hình bông hoa tinh xảo trên cổ, đủ để thấy thân phận của người phụ nữ này không tầm thường. Ồ, chim đen nhỏ, lâu như vậy không gặp, cũng không biết chào hỏi ta một tiếng. Fenda nắm chặt hai tay, chán ghét nói, chúng ta không có gì để nói. Sao lại không có gì để nói? Đừng quên, lúc trước ngươi đã quỳ xuống cầu xin ta như thế nào. Người phụ nữ chế nhạo, dù đã gần trăm tuổi, nhưng trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng vẫn không nhìn ra bất kỳ dấu vết thời gian nào, cả người toát ra vẻ quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Ta khuyên cô đừng quá đáng, người đàn ông của cô, không có ai đánh lại được ta đâu. Người phụ nữ không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm kiêu ngạo. Ồ, vậy thì thật là lợi hại, ngươi nói đúng không? Thú cưng của Khổng Tước Vương, thống lĩnh phòng vệ thành phố Đại Nhân. Bọn họ không ai đánh lại được ngươi, nhưng ngươi dám động vào ta sao? Bạn đời của ta là người của Nguyên Lão đệ nhất. Cút, đừng để ta nói lần thứ hai, giọng Fenda chưa bao giờ mất kiên nhẫn như vậy. Tại sao người phụ nữ này lại cứ âm hồn bất tán, cứ hễ có cơ hội là lại đến trước mặt hắn ta chế giễu, mỉa mai? Vì cô ta, Fenda đã phải chịu không ít lời chế nhạo và dị nghị trong thành. Thật là khiến người ta đau lòng, trước kia ngươi không phải như vậy, người phụ nữ giả vờ buồn bã. Một màn vốn dĩ đáng yêu như vậy, rơi vào mắt Fenda, lại khiến hắn ta buồn nôn muốn ói. Đang ứng phó với mấy mỹ nam đến bắt chuyện, Tô Đường cười duyên che miệng, khóe mắt liếc thấy Fenda đang đi về phía này. Ban đầu cô còn tưởng là người theo đuổi Fenda, liếc mắt nhìn một cái rồi không để ý nữa, tiếp tục nói chuyện với mấy người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông tinh mắt chú ý đến động tác của Tô Đường, bưng ly rượu cụng ly với cô. Tô Đường thánh nữ và Cedric đại nhân tình cảm rất tốt nhỉ? Vậy mà để hắn ta phái Fenda đến bảo vệ ngài. Tô Đường chỉ mỉm cười, trả lời một cách mơ hồ, để lại cho người ta đủ không gian tưởng tượng. Cũng tạm, ít nhất là có một số phương diện đặc biệt ăn ý. Mấy người đàn ông bên cạnh trao đổi ánh mắt, đều là vẻ mặt hiểu rõ. Một người đàn ông tộc sói tóc màu xám xanh nói, Cedric đại nhân dung mạo quả thật không chê vào đâu được, nhưng có một số thứ không phải chỉ có dung mạo là được, tôi nghĩ thánh nữ có thể thử nhiều hơn một chút. Ánh mắt hắn ta trần trụi lướt qua người Tô Đường một lượt, ý tứ rõ ràng, không cần phải nói cũng hiểu. Không ngờ cô ta cũng đến,
xem ra Fenda sắp đau đầu một trận rồi. Người đàn ông tóc ngắn màu xanh nhạt nhìn về phía xa, chính là vị trí của Fenda. Cô ta, Tô Đường nhìn theo ánh mắt hắn ta, nhìn thấy Fenda đang cau mày, vẻ mặt khó chịu, dù cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sự bực bội của hắn ta lúc này. Người phụ nữ đang dây dưa với Fenda là một phụ nữ trưởng thành, ngón tay sơn móng tay đỏ rực đang cầm một chiếc khăn tay, vẻ mặt rưng rưng nước mắt, đáng thương vô cùng. Thấy Tô Đường khó hiểu, người đàn ông tóc ngắn màu xanh nhạt giải thích, thánh nữ mới đến thành Quang Minh, có một số chuyện có lẽ không hiểu rõ lắm. Nói đến, chuyện này cũng coi là một giai thoại trong thành Quang Minh. Người đàn ông tóc màu xám xanh mỉm cười nói, mang theo ý chế giễu. Tô Đường càng thêm khó hiểu, nhìn hắn ta, hai người họ có chuyện gì sao? Chuyện bên trong đó sâu xa lắm. Còn chưa đợi hắn ta nói tiếp, người đàn ông tóc ngắn bên phải Tô Đường đã lên tiếng. Nghe nói, Freya đã từng ở bên Fenda, sau đó Freya câu dẫn Cedric đại nhân không thành, bị đuổi đi, hai người liền chia tay trong không vui. Người đàn ông tóc màu xám xanh tiếp lời, chưa hết, để níu kéo Freya, Fenda còn giống như một con thú cưng quỳ xuống cầu xin cô ta đừng đi. Tô Đường nghe mà chỉ hiểu được một nửa, nhưng cô cũng coi như hiểu tính cách của Fenda, cho dù có luyến tiếc đến đâu cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin người khác đừng bỏ rơi mình chứ. Giống được rất coi trọng lòng tự trọng, chỉ khi yêu đối phương tha thiết mới có thể vứt bỏ lòng tự trọng của mình, mặc cho đối phương chà đạp. Người phụ nữ ở phía xa vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ bám lấy Fenda không cho hắn ta đi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, cho dù Fenda có bất mãn đến đâu, cũng chỉ có thể mặc cho cô ta làm loạn. Tô Đường nhìn không nổi nữa, mỉm cười cúi chào những người đàn ông bên cạnh. Xin lỗi, có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Cô cầm ly rượu, bước đi uyển chuyển về phía hai người, trên mặt chỉ nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ kia một cái. Thực chất là dùng lực ẩn, người phụ nữ nào chịu nổi cú đẩy này của cô, chân không vững liền ngã nhào xuống đất. Cô ta vừa ngã, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Ngã ở nơi công cộng như thế này là hành vi rất thất lễ, không thể tránh khỏi bị người khác bàn tán một thời gian. Freya sắc mặt trắng bệch, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, dù sao cũng là người phụ nữ gần trăm tuổi, đầy mưu mô, chắc chắn biết cách giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa. Cô ta thay đổi thành vẻ mặt bị sỉ nhục, còn chưa kịp lên tiếng, Tô Đường đã xoay người, giả vờ kinh ngạc nhìn cô ta. Vị thánh nữ này, thật xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nhìn thấy Fenda, không chú ý đến cô, thật là thất lễ, cô không sao chứ. Tô Đường cũng thay đổi thành bộ mặt ngây thơ vô tội, với vẻ mặt tôi tuyệt đối không cố ý. Vừa rồi tôi chỉ nhẹ nhàng chạm vào thôi, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Cô, Freya sắc mặt lập tức đỏ bừng, cô rõ ràng là cố ý, cần gì phải giả vờ như vậy. Có lẽ không ngờ còn có loại thủ đoạn này của Tô Đường, Freya không kìm chế được, nói ra suy nghĩ trong lòng. Sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Đôi mắt đẹp long lanh nước mắt, vô cùng đáng thương, cô ta yếu ớt ngã vào lòng Fenda, vùi đầu vào ngực hắn ta, ra vẻ như một người bị oan ức. Không trách cô ta lại nhào vào lòng như vậy, thật sự là quá buồn cười. Cô ta không phải là diễn viên gạo cội như Cedric, thật sự không kiềm chế được bản thân, sợ rằng lát nữa sẽ không nhịn được mà cười. Biết Tô Đường đang giúp mình chút giận, Fenda vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu đang run rẩy của cô. Lồng ngực truyền đến tiếng run rẩy, đây là khóc vì tủi thân sao? Lúc này, trong đầu người đàn ông chỉ có suy nghĩ cô ấy khóc rồi. Làm sao có thể nghĩ đến một kẻ lừa đảo có thể khiến hắn ta cho đảo như vậy, lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà khóc vì tủi thân. Hắn ta lập tức nổi giận, cũng không quan tâm đến nơi nữa, trực tiếp mượn chuyện này để lên tiếng. Đủ rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Hắn ta gầm lên với Freya. Cô ngày thường sỉ nhục tôi cũng thôi, bây giờ còn muốn nhắm vào cô ấy. Chỉ vì Tô Đường được đại nhân sủng ái mà cô ta không cam lòng, liền hãm hại như vậy, thật sự quá xấu xa. Ồ, Tô Đường không ngờ Fenda lại có thể giúp mình như vậy, đưa tay ra nhéo vào đùi một cái mà không để ai phát hiện. Đau đau đau, cô nghiến răng chịu đựng, chỗ đó chắc chắn bầm tím rồi. Nhẹ quá thì khóc không ra, dùng lực mạnh quá thì lại đau quá, đã chịu khổ rồi, vở kịch này nhất định phải diễn cho xong. Tô Đường ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ rực, giống như bông hoa rực rỡ nhất, long lanh như sương. Cô nắm chặt tay, cơ thể run rẩy, lắc đầu. Không phải, tôi không đẩy cô ta, không phải tôi làm. Ánh mắt mọi người có mặt đều đổ dồn vào Freya, bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, thấy mục đích đã đạt được. Tô Đường càng diễn sâu hơn, ra vẻ như khóc đến mức thở không ra hơi, ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch. Thấy tình hình không ổn, Cassia, chủ nhân của bữa tiệc cũng đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Đủ rồi, Freya phu nhân, việc lúc trước cô đeo bám Cedric đại nhân ra sao ai cũng biết,
Bây giờ chỉ vì người ta được Cedric sủng ái liền sinh lòng ý, thật sự là làm mất mặt giống cái chúng ta. Freya là người như thế nào, mọi người có mặt đều biết rõ. Si mê Cedric không thành, vì yêu sinh hận, hễ có cơ hội liền nhằm vào Fenna. Từng chuyện một, những việc cô ta đã làm trong quá khứ đã chứng minh cho những lời vu khống của Tô Đường. Lúc này, dù có trăm miệng cũng khó mà minh oan cho bản thân. Khụ khụ, Tô Đường che ngực, như thể sắp ngất đến nơi, cô nhìn Cassia, áy náy nói. Thật là thất lễ, làm rối loạn bữa tiệc của cô rồi. Cassia lo lắng bước đến, cô sao vậy? Tô Đường nở một nụ cười chua xót. Từ nhỏ thể chất của tôi đã không tốt lắm, ngày thường rất ít vận động, điệu nhảy vừa rồi đã là giới hạn của tôi rồi. Không cần giải thích rõ ràng, rất nhiều người đã tự động não bổ ra một chuỗi câu chuyện. Thảo nào Tô Đường xuất sắc như vậy mà lại không có bất kỳ lời đồn nào, bây giờ mọi thứ đều có thể giải thích được. Cô, Cassia nhìn Tô Đường với ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ, thể chất không tốt mà còn có thể luyện tập vũ đạo đến mức xuất sắc như vậy, đủ thấy thiên phú của cô cao đến nhường nào. Ngay sau đó, Tô Đường nhíu mày, đột nhiên ngất xỉu, Fenda nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Trong đại sảnh vang lên tiếng xôn xao, Cassia vội vàng sai người đi tìm Vu Y. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời Vu Y của thần điện đến. Bên tai là tiếng gọi đầy lo lắng của Cassia. Freya mặt mày tái nhợt, vẫn giữ nguyên tư thế ngã xuống đất, hai tay chống xuống đất, không hiểu sao cô ta lại có một cảm giác bất an khó tả. Cô ta ngang ngược hống hách suốt nửa đời người, vì chuyện này mà hoàn toàn sụp đổ. Trên lầu có phòng cho khách. Fenda gật đầu, bế Tô Đường đi lên lầu, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cơn giận trong lòng, cùng với nỗi lo lắng đan xen, bước chân hắn ta dồn dập, trong đầu đã nghĩ đến việc làm thế nào để phi tang xác Freya. Cửa phòng khách bị hắn ta không chút lưu tình đạp tung. Tô Đường len lén liếc nhìn, đưa tay ra gõ gõ vào cánh tay hắn ta. Fenda giật mình, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng lại tất cả đều là giả vờ. Ồ! Tô Đường chớp chớp mắt, hắn ta lập tức đóng cửa lại. Hạ giọng hỏi, cô không sao chứ? Nói nhảm, xịt, cô đưa ngón trỏ lên môi hắn ta. Anh phối hợp với tôi là được, lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh. Nói xong, Tô Đường mặt mày tái nhợt, lại ngã xuống, lần này là thật sự ngất xỉu. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, trong cơ thể Tô Đường có huyết mạch chi lực, cộng thêm kỹ thuật mà Cedric truyền thụ, muốn qua mặt cũng không khó. Thật ra, Tô Đường đã sớm bàn bạc với Cedric về vấn đề thiết lập nhân vật, rõ ràng xuất sắc như vậy. Nhưng lại không lộ liễu, dù sao cũng phải có lý do chứ. Những chi tiết nhỏ nhặt cũng phải có logic. Trang viên này có chút lớn, ban đầu cô định nhân lúc say rượu mệt mỏi ở lại đây, cô muốn tìm kiếm chiếc chìa khóa, thời gian của bữa tiệc là không đủ. Ban đầu định đợi đến đêm khuya rồi từ từ tìm kiếm, không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện này, khiến cô phải thay đổi kế hoạch, may mà mục đích cuối cùng vẫn đạt được. Bây giờ cô chỉ mong những gì Cedric dạy có thể phát huy tác dụng. Tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập vang lên. Cassia dẫn Vu Y đi vào, dù là vì lý do cá nhân hay công việc, Tô Đường cũng không thể xảy ra chuyện ở đây, mời vào. Fenda nhận ra người này, khẽ gật đầu với hắn ta, rất nhanh, càng nhiều người ùa vào, đa phần là đến xem kịch vui. Vu Y mặc áo choàng trắng đi đến bên giường, đặt tay lên cổ tay Tô Đường, rất nhanh đã cau mày. Laric Vu Y, cô ấy sao rồi? Cassia nắm chặt hai tay, vẻ mặt phức tạp. Laric thở dài, không có gì đáng ngại. Chỉ là do vận động mạnh sau đó tâm trạng dao động quá lớn mà thôi. Nếu là người khác thì không sao, chỉ là cô ấy bẩm sinh đã yếu ớt, không chịu được sự náo động lớn. Trong đám đông vang lên tiếng thở dài, không ngờ mỹ nhân như vậy mà lại là người bệnh tật. Lời này vừa nói ra, một số người vốn còn nhiệt tình với Tô Đường, liền thu hồi tâm tư, thể chất yếu ớt không chịu được sự náo động lớn, nếu lỡ làm chết người ta trên giường, ai mà chịu trách nhiệm chứ? Những người không liên quan đều ra ngoài, ta muốn châm cứu. Cassia không do dự, liếc mắt một cái đuổi hết đám đông đang vây quanh cửa ra ngoài. Fenda cũng định rời đi, nhưng lại bị Laric gọi lại. Ngươi ở lại, phụ ta một tay. Loại chuyện này để cho nữ hầu làm là được rồi, chỉ là thân phận Tô Đường đặc biệt. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có người của mình làm chứng, cũng không thể trách móc cô ta được. Bây giờ điều cô ta cần làm là xoa dịu ảnh hưởng tiêu cực mà bữa tiệc này mang đến cho cô ta. Người đâu? Mời Freya phu nhân ra ngoài, loại phụ nữ độc ác như vậy. Không xứng xuất hiện ở bữa tiệc của ta, nhớ kỹ là vĩnh viễn. Lời này của Cassia rõ ràng là muốn loại bỏ cô ta khỏi vòng tròn giao tiếp của những giống cái thượng lưu. Nếu ai còn dám tự mình đa tình mà gửi thiệp mời cho cô ta, chẳng khác nào đắc tội với tộc sư tử. Mái tóc vốn được Freya chảy chuốt gọn gàng giờ đã hơi rối, cô ta hốt hoảng chạy đến, muốn vượt qua lính canh để đến gần Cassia. Không, Cassia đại nhân, không phải,
Không phải tôi không hề muốn hãm hại cô ta, là cô ta đẩy tôi. Đến lúc này rồi cô còn muốn chối cãi sao? Cassia càng thêm chán ghét, ném ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Tộc sư tử và tộc sói là đồng minh, cho dù bạn đời của Freya là thuộc hạ của Pasak thì sao? Quan hệ giữa hai tộc bọn họ càng thêm thân thiết. Chẳng lẽ Pasak sẽ vì một thuộc hạ như vậy mà giận chó đánh mèo lên cô ta sao? Fenda kiêng rẻ là bởi vì hai phe bọn họ vốn là ngoài mặt hòa thuận, trong lòng đấu đá, mượn chuyện này để gây chuyện, kéo theo nhiều vấn đề hơn, xử lý sẽ rất phiền phức. Lo lắng như vậy, ở Cassia hoàn toàn không tồn tại. Cửa phòng đóng lại, Fenda đến gần, cô ấy. Laric lấy ra mấy cây kim bạc, châm vào người Tô Đường, rất nhanh Tô Đường đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú xa lạ, theo bản năng cô cảnh giác đề phòng. Sau khi nhìn thấy Fenda, cô mới thả lỏng một chút. Laric thu kim bạc vào hộp, thản nhiên nói, không cần căng thẳng như vậy, người nhà cả. Tô Đường hơi kinh ngạc một chút rồi hiểu ra, còn Fenda thì vẻ mặt không thể tin được. Làm việc cùng nhau lâu như vậy, sao hắn ta lại không biết Laric là người của mình? Thu dọn đồ đạc xong, Laric đóng hộp y tế lại, đều là do đại nhân an bài. Hắn ta đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy, nên mới để anh đến ứng phó sao? Tô Đường tặc lưỡi. Phải, cũng không phải. Hắn ta chỉ bảo ta phối hợp với cô một cách thích hợp, tiện thể truyền ra ngoài tin tức cô thể yếu. Dù sao cũng có người không biết điều mà dòm ngó, cũng là một chuyện phiền phức. Laric vẻ mặt lạnh nhạt, ra vẻ công bằng. Tô Đường thầm khịt mũi một tiếng, cả nhà này, không tìm ra được một người nào tính tình tốt sao. Đặt chiếc hộp lên bàn trà, Laric ngồi xuống, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ. Lát nữa hãy ra ngoài. Đầu óc Fenda lúc này vẫn còn hơi rối loạn, vậy cô ấy không sao chứ? Laric khoanh tay, với vẻ mặt lạnh lùng như người chết. Hắn ta nổi tiếng là người mặt đơ trong số các vu y của thần điện. Cho dù là đồng nghiệp chào hỏi hắn ta cũng không thèm để ý. Sau lưng không ít vu y nói xấu hắn ta, nói xấu thì nói xấu, còn bị Laric bắt gặp tại trận, đánh cho một trận. Quan trọng hơn là y thuật của hắn ta thật sự cao siêu, cho dù cấp trên muốn trách phạt hắn ta ra tay quá nặng, người ta cũng có lý do chính đáng. Tổng không thể cách chức một nhân tài như vậy chứ. Thần điện cũng chỉ có thể khiển trách bằng lời nói, sau đó cho qua chuyện. Từ đó về sau, không ai dám nói xấu hắn ta nữa, chỉ là quan hệ và danh tiếng càng thêm tệ hại. Nhưng người ta căn bản không quan tâm, thực lực bày ra đó, người cầu xin hắn ta đến chữa bệnh nhiều vô số kể. Laric dựa vào ghế sofa ngẩng đầu lên, cơ thể cô ấy khỏe mạnh lắm. Nói xong, hắn ta nhìn Tô Đường với vẻ mặt nghi ngờ, quan sát một lúc, tiến lên muốn ấn vào người cô, nhưng lại bị Tô Đường lăn một vòng né tránh. Cô kéo chăn che kín người, anh làm gì vậy? Tô Đường bị ánh mắt của hắn ta nhìn đến mức sởn gai ốc, luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Cô, trên người cô rất kỳ lạ, để ta sờ thử xem. Tô Đường càng thêm cảnh giác, co rúm vào đầu giường. Sờ cái gì mà sờ, đừng tưởng là người nhà là có thể muốn làm gì thì làm, cẩn thận tôi bảo Cedric đánh anh đấy. Laric vẻ mặt ngưng kết, ta chỉ xem thôi, không làm gì cô đâu. Không được, không được, Fenda cũng lớn tiếng quát. Sau đó tai đỏ bừng, anh không thể nhìn. Laric hoang mang, tại sao, ta là vu y, sẽ không làm gì cô ấy đâu. Tô Đường liên tục xua tay, không được là không được. Fenda phụ họa, đúng vậy, cô ấy là người của đại nhân, anh không thể chạm vào. Chính là loại quan hệ đó, anh muốn làm gì phải xin phép đại nhân. Laric thu tay lại, cứ đi hai bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn Tô Đường với ánh mắt đầy tò mò, vẻ mặt không cam lòng. Tâm trạng Tô Đường vô cùng hoảng loạn. Nếu thật sự bị người này nhìn ra gì đó, chẳng phải cô sẽ bại lộ sao? Cedric tìm toàn là những người gì vậy? Kỳ quặc. Tô Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Đột nhiên cô hỏi một câu, sư vương tối nay không có ở đây sao? Laric và Fenda đều bị câu hỏi bất ngờ này của cô làm cho bối rối. Fenda biết gì nói nấy, tiếp lời cô. Hai ngày nay, hẳn là không về được. Nói xong, hắn ta lại bổ sung. Sau lễ tế là mùa mưa kéo dài, các nguyên lão đều bận rộn. Chủ nhân không phải là tộc trưởng của tộc Vũ, tương đối nhàn nhã hơn một chút, nhưng Jock đại nhân hẳn là đã giao cho hắn ta không ít việc. Tô Đường hiểu rõ gật đầu, thảo nào gần đây cô không thấy Cedric đâu, ngay cả việc dạy học cũng là vào buổi tối. Chỉ là Cedric tỏ ra quá bình thường, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không nhìn ra chút mệt mỏi nào, nên cô mới không chú ý nhiều. Dù bận rộn cũng đã sắp xếp đường lui cho cô sao. Cedric ngoài miệng nói nếu xảy ra chuyện, sẽ vứt bỏ cô, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Người đàn ông miệng cứng lòng mềm, thật sự chẳng đáng yêu chút nào. Tô Đường thầm oán thán một câu trong lòng, liền xuống giường đi giày. Ngay sau đó,
Dưới ánh mắt của hai người, cô cởi váy ra. Tim Fenda đập thình thịch, váy còn chưa rơi xuống, hắn ta đã phản ứng rất nhanh, lách người chắn trước mặt Larick. Hắn ta không ngăn cản động tác của Tô Đường, ngược lại còn chắn tầm nhìn của giống đực khác. Giọng điệu cũng lộ rõ vẻ bối rối, cô làm gì vậy? Larick bị che khuất tầm nhìn hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn ta. Váy đỏ rơi xuống, bên trong là một chiếc váy đen siêu ngắn, sau đó cô lại cởi áo khoác ngoài, bên trong cũng là một chiếc áo màu đen. Tô Đường liếc hắn ta một cái, anh tưởng tôi muốn làm gì? Fenda quay mặt đi, ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng của mình. Cô định đi làm gì? Cô mặc một bộ đồ đen, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông rất mạnh mẽ, khác hẳn với ngày thường, có một sự quyến rũ khác biệt. Anh nói xem, ai lại mặc đồ đen để làm chuyện tốt chứ? Larick bị che khuất tầm nhìn có chút nhịn không được nữa, hắn ta đứng dậy, trên mặt không biểu cảm, nhìn Fenda với ánh mắt có chút oán trách. Khi nhìn Tô Đường, trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, rất đẹp. Tuy hở hang, nhưng cũng không quá mức, mức độ này ở thế giới thú nhân được coi là bình thường. Cho dù Tô Đường thật sự là người của Cedric, cũng không đến mức phải che giấu như vậy chứ. Trong lòng Larick cảm thấy Fenda kỳ lạ, lông mày hơi nhíu lại, động tác rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy. Cởi bỏ giải lụa buộc trên cổ tay, Tô Đường như biến ảo thuật lấy ra một chiếc khăn vuông màu đen, che kín mặt. Cô nhìn hai người, thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy mình đang làm chuyện mờ ám. Được rồi, tôi đi tìm một thứ, hai người cứ ở đây chỉ hoãn thời gian. Nói xong, cô cũng không quan tâm hai người có ứng phó được hay không, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn trái nhìn phải một lượt, rồi nhảy xuống. Đây là tầng 2 đấy. Đồng tử Fenda co rút lại, đang định kéo Tô Đường lại, thì người đã rơi xuống dưới. Hắn ta chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới, người không sao, vững vàng đáp xuống bồn hoa, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trải qua mấy lần lên xuống liên tục như vậy, Fenda bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi. Biểu cảm của Fenda đã thể hiện rất rõ diễn biến sự việc, Larick đi đến gần. Nhìn bồn hoa bên dưới đã không thấy bóng người đâu, nói một câu đầy ẩn ý, thể chất của cô ấy quả thật có chút đặc biệt nhỉ. Hắn ta vừa nhắc nhở, Fenda mới nhớ đến Tô Đường đã mấy lần thể hiện sức mạnh và tốc độ trước mặt hắn ta. Đó đều không phải là thứ mà một giống cái có thể sở hữu, thậm chí còn vượt trội hơn cả những giống đực mới trưởng thành. Larick nghiêng đầu, vẫn là bộ dạng mặt đơ không biểu cảm, đôi mắt xanh đậm tràn đầy vẻ dò xét. Ngươi nói ta đi thỉnh cầu Nguyên Lão, hắn ta có nguyện ý nhường lại một chút không? Chỉ mượn một chút thôi. Sự tồn tại đặc biệt như vậy, hắn ta thật sự rất muốn nghiên cứu một chút. Fenda hít sâu một hơi, khuôn mặt tuấn tú càng thêm u ám, nghiến răng nghiến lợi nói, không thể nào, anh đừng hòng. Có lẽ cảm thấy uy hiếp như vậy vẫn chưa đủ, hắn ta trực tiếp túm lấy cổ áo Larick, ánh mắt hung dữ, gằn giọng nói, ta cảnh cáo anh, bất kể anh có ý đồ gì, dám động đến cô ấy. Ghé sát vào tai hắn ta, giọng Fenda lạnh lùng như băng, ta sẽ tự tay giết chết anh. Cho dù là người nhà, hắn ta cũng không cho phép Larick động đến Tô Đường. Larick chỉ là cửu tinh, sở trường không phải là võ lực, đối mặt với uy áp của Fenda, hắn ta không thể chống cự nổi. Bình tĩnh nghe xong lời đe dọa của Fenda, Larick hất tay hắn ta ra, bình tĩnh sửa sang lại cổ áo, không hề có vẻ gì là bị dọa sợ. Ngươi biết uy hiếp một vu y có uy quyền như vậy sẽ có hậu quả gì không? Nếu không phải Nguyên Lão có ân với ta, ngươi đối xử với ta như vậy, ta đã phản bội rồi. Chỉ cần Larick thật lòng quy thuận, không có thế lực nào lại từ chối một vu y thiên tài đã được công nhận như vậy. Fenda nắm chặt tay, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, cơ bắp trên cánh tay hiện lên trông dữ tợn đáng sợ. Hắn ta giơ tay lên, biến tay thành móng vuốt. Anh yên tâm, trước lúc đó, ta sẽ xử lý anh trước. Larick chỉ hờ hững mắng một câu, tên ngu ngốc, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, chuyện này đâu phải do ngươi quyết định. Anh có thể thử xem. Là cánh tay phải của Cedric, thực lực của Fenda không hề thua kém kiếm sĩ số 1 dưới trướng Pasak, Rowan, chỉ là từ trước đến nay, để che giấu tài năng, hắn ta chỉ thể hiện thực lực ở mức trung bình khá. Không tầm thường, cũng không quá nổi bật. Bằng không với thực lực của hắn ta, sẽ không chỉ làm thống lĩnh phòng vệ thành phố, ít nhất cũng có thể làm quan trong quân đội thân vệ. Phòng vệ thành tuy quan trọng, nhưng so với quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất của thần điện, quân đội thân vệ vẫn kém hơn một bậc. Cùng là thống lĩnh của quân đội thân vệ có giá trị hơn thống lĩnh phòng vệ thành rất nhiều, chức vị cũng cao hơn một bậc. Đương nhiên, Fenda ngồi vào vị trí này cũng là do Cedric dặn dò, hắn ta không muốn Fenda bước vào nơi mà ai ai cũng theo đuổi nó. Hai người cứ thế trải qua trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, chỉ là sự ngột ngạt và căng thẳng đều do Fenda tạo ra. Larick từ đầu đến cuối đều lạnh lùng đối mặt,
không thèm nói thêm một câu với hắn ta. Đêm tối đen như mực. Bữa tiệc dần dần đến hồi kết thúc, khách hứa lần lượt rời đi, miệng vẫn bàn tán về những chuyện xảy ra tối nay, sức nóng của Tô Đường còn chưa giảm, lại bị chuyện này đẩy lên vị trí đầu bảng. Là nhân vật nổi tiếng hiện nay, Tô Đường đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trong phủ đệ rộng lớn này. Dựa sát vào tường, cô nhảy một cái lên gác mái. Trong đầu cô là bản đồ phủ đệ do Cedric vẽ tay, trên đó khoanh tròn mấy chỗ trọng điểm, đều là những nơi cô cần đặc biệt kiểm tra. Là phủ đệ của tộc trưởng tộc sư tử, dĩ nhiên là không thiếu lính canh, Tô Đường cũng chỉ vừa vặn tránh được mấy đội lính canh tuần tra mới có thể vào được gác mái. Lau mồ hôi mỏng trên trán, Tô Đường căng thẳng đến mức lạnh sống lưng. Loại chuyện này, cho dù Cedric đã huấn luyện trước cho cô vẫn có chút không quen. Cơ thể căng cứng, nhưng đầu óc Tô Đường vẫn hoạt động hết công suất, duy trì sự bình tĩnh và thận trọng. Gác mái bị khóa, Tô Đường áp sát vào, không phát hiện ra điều gì bất thường, liền nhảy cửa sổ rời đi. Ai ở đó? Tinh Ngôn nghiêng đầu, nhìn về phía bụi cây cách đó không xa. Tô Đường cả người cứng đờ, nín thở, tiếng xào xạc bên tai rõ ràng đến lạ thường, cô khom người, liên tục lùi về phía sau. Một bước, hai bước, khoảng cách càng lúc càng xa. Vân Dịch vỗ một cái vào vai hắn ta, bớt nghi thần nghi quỷ đi, đây là phủ đệ của sư vương, chẳng lẽ còn có kẻ nào không biết điều dám đến đây ám sát hay trộm cắp sao? Ánh mắt Tinh Ngôn ngưng tụ, mấy cái lắc mình đã đến vị trí Tô Đường vừa đứng, trên mặt cỏ có vết lõm nông, Vân Dịch cũng đuổi theo, không cho là đúng với sự cảnh giác của hắn ta. Nói thật là ngươi quá nhạy cảm rồi, làm gì có ai chứ? Tinh Ngôn phớt lờ lời hắn ta, ngồi xổm xuống, vuốt ve đám cỏ bị dẫm nát, cỏ cứng hơi cong, không giống vết tích do giống đực trưởng thành tạo ra. Tô Đường nổi da gà khắp người, giữa ba người, chỉ cách một bức tường và bụi cây cao khoảng 1,2 mét, sơ sẩy một chút, cô sẽ bị bại lộ. Vượt qua bao nhiêu nơi nguy hiểm, Tô Đường không ngờ mình lại gặp nguy hiểm trên đường trở về. Nơi này cách tòa nhà có phòng tiệc một khoảng, Fenda và Larick cũng không có khả năng tiên tri, không thể đến tiếp ứng cô. Lúc này, Tô Đường chỉ có thể dựa vào chính mình. Chết tiệt, thú thần chết tiệt, nếu ta bị phát hiện, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thình thịch, tiếng tim đập rõ ràng đến lạ thường, một giọt mồ hôi theo khóe mắt rơi xuống ngực, sau đó chảy dọc theo khe ngực rơi xuống sâu hơn. Người đàn ông bên kia bức tường vẫn chưa có ý định rời đi, tay đặt trên mặt cỏ, mân mê những chiếc lá bị dẫm nát. Vân Dịch đợi đến mức mất kiên nhẫn, thúc giục. Nhìn chằm chằm vào một đám cỏ khô héo cũng có thể nhìn lâu như vậy, rốt cuộc đang nhìn cái gì thế? Tinh Ngôn đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn ta, ta không nghe nhầm, có người đã đến đây. Ừ, Vân Dịch gật đầu lia lịa, qua loa đáp, vậy ngươi có cảm nhận được là ai không? Kẻ nào không biết điều dám ngang nhiên phóng thích giác quan để dò xét ở đây chứ? Đây là hành vi rất bất lịch sự, sau khi nghe thấy tiếng động, Tinh Ngôn cũng chỉ dùng giác quan quét qua một lượt, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Sau khi đến đây nhìn thấy dấu vết này mới là điều khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ nhất. Không có gì cả. Không thể nào. Cho dù hắn ta không phải là thú vương, theo lý mà nói cũng không đến mức không cảm nhận được gì chứ. Sự im lặng của người đàn ông rõ ràng là ngầm thừa nhận, hắn ta không cảm nhận được gì cả. Vân Dịch vỗ vào ngực hắn ta bằng mu bàn tay. Thôi nào huynh đệ, ta thấy ngươi gần đây chắc là áp lực quá lớn, nên mới xuất hiện ảo giác. Lời này của hắn ta chỉ là để an ủi, dù sao bọn họ đều đã được cấy ghép loại phòng ngự tinh thần, không thể nào bị người khác khống chế được. Nghe nói Pa Sắc đại nhân gần đây tâm trạng không tốt lắm, ngươi cũng bị mắng à? Tinh Ngôn xoa bóp mi tâm, xem ra gần đây hắn ta thật sự áp lực quá lớn. Tâm trạng của Pa Sắc, lúc nắng lúc mưa, khó đoán, có lúc ôn hòa dễ chịu, dễ nói chuyện, có lúc lại như mưa bão ập đến, chỉ cần sai sót một chút là sẽ bị khiển trách. Ngoại trừ mấy vị đại nhân tâm phúc kia, những người làm việc dưới trướng như bọn họ, không ai không bị mắng. Coi như là vậy, đã như vậy một thời gian rồi, mấy huynh đệ đổi ca trước đó cũng bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên được. Ha ha ha, Vân Dịch cười khẽ, vỗ vai hắn ta, thôi nào, là như vậy đấy. Ngươi biết đấy, người già đều như vậy, lão già nhà ta cũng thế. Dám nói xấu Pa Sắc sau lưng như vậy, chứng tỏ thân phận của hắn ta cũng không đơn giản. Đi thôi, ta đã hẹn với thánh nữ, tối nay vui vẻ một chút, loại biết nhảy múa đó. Tinh Ngôn quay đầu nhìn lại, gật đầu. Bước ra khỏi bãi cỏ, một con thú nhỏ toàn thân trắng như tuyết nhảy ra, đối mặt với hai người có khí thế áp đảo, run rẩy, rồi lại chui vào bụi cây. Nếu không phải hai người có khả năng tự chủ tốt, thì con thú nhỏ này đã chết từ lúc nhảy ra rồi. Ngươi xem, ta đã nói là ngươi áp lực quá lớn, nghe nói gần đây đang thịnh hành nuôi thú con hoang dã, không ít thánh nữ đều nuôi mấy con trong nhà. Vậy sao? Tinh Ngôn có chút bối rối,
có lẽ ta thật sự cảm giác sai rồi. Một con thú con hoang dã không có chút cảm giác tồn tại nào như vậy, cho dù hắn ta phóng thích giác quan, cũng không thể cảm nhận được. Quá yếu, không thể dò xét hiệu quả, đây cũng coi như là một cơ chế tự bảo vệ của thú nhân. Đợi hai người đi xa một lúc, Tô Đường mới nhanh chóng đi về hướng ban đầu. Trong phòng vẫn còn sáng đèn, cô nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống bệ cửa sổ. Trở về rồi à, Fenda đi đến gần, đỡ cô xuống, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay khiến hắn ta có chút lo lắng. Sao lại lạnh như vậy? Tô Đường lắc đầu, gạt tay hắn ta ra, đi đến bên bàn rót cho mình một cốc nước, cả người mệt mỏi như vừa trải qua một kiếp nạn, ngã xuống ghế sofa. Lúc về gặp chút ngoài ý muốn, may mà không sao. Đã về rồi, vậy thì chuẩn bị rời khỏi đây thôi. Larick đứng dậy, đeo hộp y tế lên lưng. Trì hoãn lâu như vậy, thật sự ảnh hưởng đến danh tiếng thiên tài của hắn ta. Fenda vốn định nói không cần vội, muốn để Tô Đường nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng Tô Đường đã đứng dậy mặc quần áo, rõ ràng là cũng không muốn ở lại đây lâu. Bây giờ tôi không muốn đi bộ, tôi cứ giả vờ ngất xỉu, anh bế tôi về nhé. Được, Fenda không nói nhiều, trực tiếp bế Tô Đường lên. Cửa phòng mở ra, bên ngoài có hai nữ hầu đang đứng, thấy bọn họ đi ra, liền vội vàng gọi Cassia đến. Trong đại sảnh, mọi người đã giải tán, Larick đi trước, Fenda bế Tô Đường đi phía sau. Cô ấy không sao chứ, ngay cả vu y thiên tài nổi tiếng của thần điện cũng phải mất nhiều thời gian như vậy để chữa trị, có thể thấy thể chất của Tô Đường thật sự có chút khó giải quyết. Larick lạnh lùng, bình tĩnh nói, những gì nên làm ta đều đã làm, thể chất của cô ấy chỉ có thể từ từ điều dưỡng, không có đường tắt. À, được rồi, tiền khám bệnh, cô ta đang nói, thì bị Fenda cắt ngang. Thánh nữ có lòng tốt, chúng tôi xin nhận, chút tiền này tôi vẫn có thể chi trả được. Cassia sắc mặt có chút khó coi, dù sao cũng là xảy ra chuyện ở chỗ tôi, thật sự xin lỗi. Không cần xin lỗi, chuyện này không liên quan đến ngài, dù sao ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Thấy Fenda thật sự không để bụng, Cassia mới yên tâm, cô ta không muốn vì chuyện này mà bị Cedric để ý. Mùa mưa sắp đến rồi, ai cũng không muốn làm lớn chuyện nội bộ vào lúc này. Larick hành lễ, nếu không có việc gì nữa, vậy tôi xin phép cáo từ. Cassia gật đầu với hắn ta, mỉm cười lịch sự, cảm ơn ngài đã đến. Ba người ra khỏi phủ đệ, Larick thậm chí không liếc nhìn Fenda thêm một cái, liền lặng lẽ rời đi. Tô Đường cũng có chút mệt mỏi, dựa vào ngực Fenda, không mở mắt. Trở về phủ đệ của Cedric, Fenda bế Tô Đường đi thẳng đến thư phòng. Cedric đang ngồi trên ghế sofa dành cho khách, chống tay đọc cái gì đó, sắc mặt âm trầm, hắn ta rất ít khi lộ ra biểu cảm này, thế nào?